Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 102. Cổng lớn Dịch Bảo Các không ngừng có các võ giả đi ra đi vào. Nhìn bộ dạng của cậu kia, bảo cậu đứng ở cổng tiếp đón khách, cậu làm mất hết mặt mũi của Dịch Bảo Các rồi. Nhà họ Trương bỏ ra nhiều dược liệu như vậy, nâng cao cho cậu đến cảnh giới thần hoàng sơ kỳ có ích gì không? Đúng là phế vật trong phế vật, một người phụ nữ có 8 phần dung mạo, hà khắc chỉ vào Trương Đạc mắng mỏ. Cô! Trương Đạc tái xanh mặt, tức giận chừng nhìn người phụ nữ. Từ sau khi ông nội bị Đường Hạo đánh tàn phế, địa vị của nhánh bên nhà Trương Đạc ở nhà họ Trương rất xuống ngàn trượng. Trương Đạc cũng bị điều ra cổng Dịch Bảo Các canh cổng. Người phụ nữ hà khắc tên là Trương Trác Nhã, là chị họ của Trương Đạc. Ông nội Trương Chính Càn khi còn ở Điện Thần Hoàng, Trương Trác Nhã mở miệng ra là đệ đệ tốt, mấy lần xông vào phòng của Trương Đạc muốn ngủ cùng anh ta. Đúng thế, là muốn ngủ cùng. Cũng may Trương Đạc kiên định. Không ngờ sau khi ông nội bị phế, Trương Trác Nhã trực tiếp trở mặt. Phế vật, nhìn cái gì mà nhìn? Trương Trác Nhã trực tiếp tát một cái qua, còn nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu đó của cậu, bà đây cho người moi mắt của cậu ra. Bốp! Người đi đường đều nhìn qua, ánh mắt thú vị. Trương Đạc đỏ bừng đôi mắt, không nhịn được bùng phát, vãi. Trương Trác Nhã, lúc trước khi cô mê hoặc tôi, cũng không nói như vậy. Lúc trước còn xông vào phòng của ông đây, lúc bảo ông đây muốn cô đi cũng không tỏ thái độ này. Trương Trác Nhã tức đến toàn thân run lên, khuôn mặt trở nên hung dữ, người đâu, đánh hắn tàn phế cho tôi. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Vương Yên Nhi đứng trên phố bên ngoài Dịch Bảo Các. Xung quanh đông người qua lại, rất nhiều võ giả chú ý đến Diệp Bắc Minh, trông người này giống với Diệp Bắc Minh. Nhưng trẻ hơn Diệp Bắc Minh nhiều. Hắn là Diệp Bắc Minh ư? Hắn làm sao có thể là Diệp Tông Chủ, chỉ là trông giống thôi. Thái Dương Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Tông Chủ chắc chắn sẽ không ra ngoài. Rất nhiều người đi đường lắc đầu. Vương Yên Nhi lo lắng, cậu Diệp, chúng ta công khai như vậy có ổn thật không? Cô ta suy nghĩ rồi đề nghị, chúng ta có cần Dịch Dung không? Diệp Bắc Minh cười, tôi đang đợi họ đến gây chuyện với tôi. Nhìn nụ cười như tử thần của Diệp Bắc Minh, Vương Yên Nhi không nhịn được ớn lạnh. Hai người đến cổng Dịch Bảo Các. Cuộc chiến đã kết thúc, Trương Đạc thê thảm nằm dưới đất. Máu tươi chảy toàn thân, cũng không có chút sức chiến đấu. Nói cậu là phế vật, cậu đúng là phế vật. Một cảnh giới thần hoàng sơ kỳ lại không đánh lại được 5 người cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Đúng là phế vật trong phế vật, nếu không phải có lão tàn phế ông nội cậu, cậu có tư cách sử dụng nhiều đan dược thế không? Ánh mắt Trương Trác Nhã băng lạnh, sỉ nhục phu khống người kế thừa gia tộc có kết cục thế nào, cậu tự biết phải không? Người đâu, phế đan điền của cậu ta cho tôi, dáng làm hạ nhân. 5 ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong cười âm hiểm đi đến. Đang định ra tay. Dừng tay. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. 5 ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong cảm thấy như một đôi tay vô hình bóp cổ họng của họ, lại không dám động đậy thật. Trương Trác Nhã quay đầu, đôi mắt hung dữ, chuyện của nhà họ Trương, anh cũng dám nhúng tay. Không nhìn thấy mọi người chỉ xem trò vui, không ai lo chuyện bao đồng sao. Tên nhóc nhà anh tên gì? Thật to gan. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, tôi tên là Diệp Bắc Minh. Cô có câu hỏi gì nữa không? Diệp Bắc Minh. Nghe thấy 3 chữ này, thời gian như dừng lại. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, kinh sợ nhìn qua. Sượt 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 lùi xuống mấy chục bước, gần như khó thở. Trương Trác Nhã sợ đến hai chân run lên, thụp ngồi xuống đất, tà váy chảy xuống chất lỏng. Lại sợ đến tè luôn tại chỗ. Không, không có. Trương Trác Nhã kinh sợ lắc đầu. Mẹ kiếp, ai dám có thắc mắc chứ? Bà đây không muốn biến thành xương máu. Diệp Bắc Minh không nhìn đến ánh mắt kinh sợ của mọi người, chậm rãi đi đến trước Trương Đạc ném ra một viên đan dược này có thể chữa nội thương của anh. Trương Đạc được sủng mà sợ hãi, Diệp Tông Chủ, tại sao anh giúp tôi? Diệp Bắc Minh cười, Diệp Phong là bạn của tôi, anh ta từng nhắc đến anh với tôi. À,
Con mắt của Trương Đạc sáng lên, thì ra là lão đại. Trong lòng vô cùng cảm động, không nhịn được lau nước mắt, tôi còn tưởng lão đại nói đùa cơ, không ngờ thực sự coi tôi là bạn. Hu hu, từ sau khi ông nội tôi bị phế, cả nhà họ Trương không ai coi tôi là con người. Diệp Bắc Minh hơi nghi hoặc, ông nội anh bị phế, có chuyện gì vậy? Trương Đạc cười, nở nụ cười với Diệp Bắc Minh, đã qua hết rồi, Diệp Tông Chủ, anh đến Dịch Bảo Các muốn làm gì? Không chừng tôi có thể giúp anh. Anh ta không nghĩ rằng Diệp Bắc Minh có thể giúp được ông nội. Dù sao, kinh mạch của ông nội vỡ hết, đan điền tổn hại. Hoàn toàn thành phế nhân. Diệp Bắc Minh nói thẳng, tôi muốn dị bảo, tốt nhất là loại sinh ra linh khí. Dị bảo sinh ra linh khí. Trương Đạc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, Diệp Tông Chủ, anh đến thật đúng lúc. Chiều này có hội bán đấu giá. Có người có được một món thần binh tuyệt thế từ trong di tích thượng cổ, sắp bán đấu giá đấy. Tôi dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi trước, đợi hội bán đấu giá bắt đầu thì tôi đưa anh đi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trương Đạc dẫn Diệp Bắc Minh đến một phòng nghỉ bình thường. Chỉ khoảng 10 mét vuông, bên trong có hai chiếc ghế. Một bàn trà bình thường. Vô cùng lạnh lẽo. Trương Đạc hơi lúng túng. Vội tiến lên pha trà, Diệp Tông Chủ, xin lỗi, với địa vị của tôi chỉ có thể sắp xếp phòng nghỉ như này thôi. Đủ rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trương Đạc rất hiểu chuyện lùi ra ngoài cửa, Diệp Tông Chủ, tôi canh ở ngoài cửa, anh nghỉ ngơi đi. Đợi đến hội đấu giá bắt đầu thì tôi gọi anh. Đóng cửa lại. Chấm. Diệp Bắc Minh đáng chết này. Trương Trác Nhã vừa thay một chiếc váy sạch sẽ. Tức đến tát cho nha hoàn hầu hạ đến miệng chảy máu. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào phòng, con gái, gọi bố đến gấp thế làm gì? Lướt nhìn nha hoàn ngã ngất xỉu một cái, nổi giận thế làm gì? Chỗ bố còn có mấy vị khách quý, còn có chuyện gì thì nói mau lên, bố còn phải về tiếp khách. Nhìn thấy Trương La Vân đi vào, Trương Trác Nhã trực tiếp nói, bố à, Diệp Bắc Minh đang ở Dịch Bảo Các chúng ta. Cái gì, Diệp Bắc Minh, Diệp Nam Thần? Trương La Vân vừa lên tiếng, cơ thể lập tức run lên, đợi đã. Con nói ai? Tông chủ Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh. Đúng thế. Trương Trác Nhã gật đầu. Trương La Vân hít khí lạnh, suýt. Sao tên sát thần đó lại đến đây? Con gái, con không đắc tội với hắn chứ? Trương Trác Nhã lắc đầu, con gái không đắc tội với hắn. Nhưng hắn khiến con gái mất hết mặt mũi. Sau này con gái không thể gặp ai được nữa, tôi phải bắt hắn trả giá. Trương La Vân vội ngăn cản, con gái, con đừng làm bừa. Trương Trác Nhã nói, đã muộn rồi, con đã thông báo cho người của nhà họ Trần và năm đại thần tông. Con! Trương La Vân tức đến dậm chân, con điên rồi, đắc tội với tên sát thần đó, chẳng may hắn đại khai sát giới. Bố! Trương Trác Nhã sầm mặt, có biết tại sao bao nhiêu năm nay, bố vẫn luôn dậm chân tại chỗ ở nhà họ Trương không? Chính là vì tính cách e dè sợ sệt của bố, nếu lần này chúng ta khiến Diệp Bắc Minh hoàn toàn ở lại Dịch Bảo Các. Thì nhà họ Trần và Nam Tông môn nợ chúng ta một ân tình, bố sẽ là gia chủ kế nhiệm của nhà họ Trương. Trương La Vân bình tĩnh lại. Ông ta suy nghĩ một lát, cau chặt mày, nhưng, sát danh của tên nhóc đó. Bố! Trương Trác Nhã gọi một tiếng, bố sợ cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bố tin lời đồn bên ngoài thật à? Bố thực sự nghĩ tên nhóc đó có thực lực mạnh như vậy ư? Trương La Vân nghi hoặc, ý của con là? Trương Trác Nhã hừ lạnh lùng một tiếng, con cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy thôi. Chắc chắn Thái Dương Tông có tổ cảnh tọa chấn, 18 Phật tử đều do tổ cảnh đó giết. Hôm nay con đã gặp Diệp Bắc Minh, ngoài vẻ đẹp trai ra thì tất cả đều rất bình thường, không có gì đáng sợ. Hơn nữa không cần chúng ta ra tay, chúng ta chỉ cần dụ hắn vào phòng nghỉ của khách quý, rồi mở trận pháp của phòng nghỉ ngơi giữ hắn đến khi người của nhà họ Trần và Nam Thần Tông đến. Trương La Vân vẫn do dự, chẳng may. Không có chẳng may. Khuôn mặt của Trương Trác Nhã vụt lên vẻ hung dữ, hắn chết rồi. Có được sự ủng hộ của nhà họ Trần và Nam Thần Tông, bố sẽ là gia chủ.
Chấm. Cửa phòng nghỉ. Trương La Vân và Trương Trác Nhã sánh vai đi đến. Sao hai người lại đến đây? Trương Đạc hơi bất ngờ. Đương nhiên chúng tôi đến tìm Diệp Tông Chủ rồi, đến lượt cậu hỏi hả? Cút ra, Trương Trác Nhã lạnh lùng quát một tiếng. Trương Đạc vừa định lên tiếng nói Diệp Bắc Minh không muốn bị làm phiền. Lại nhìn Trương La Vân cũng là cảnh giới thần hoàng ở bên cạnh một cái, lập tức nuốt lời định nói xuống. Hai bố con đẩy mở cửa phòng nghỉ. Lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Diệp Tông Chủ, Trương Đạc thật không biết làm việc, sao lại sắp xếp cho anh ở phòng nghỉ bình thường nhất chứ? Trương Trác Nhã ngúng nguẩy cái hông mập mạp, cả người gần như sắp lao vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Vù! Một luồng sức mạnh ập đến. Trương Trác Nhã bị đánh bay đi. Giọng nói băng lạnh vang lên, đừng chạm vào tôi, khó chịu. Phụt! Vương Yên Nhi ôm cái miệng nhỏ, suýt bất cười ra tiếng. Trương Trác Nhã ngã nhào xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sâu trong đôi mắt Trương La Vân vụt lên tia âm lạnh, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Diệp Tông Chủ, hay là cậu đến phòng nghỉ cho khách quý đi, ở đó rất rộng rãi. Diệp Bắc Minh thản nhiên từ chối, không cần, ở đây rất tốt. Trương La Vân tiếp tục nói, Diệp Tông Chủ, phòng nghỉ cho khách quý có danh sách vật phẩm đấu giá lần này. Hơn nữa tầm nhìn rộng mở, có thể ngồi trong phòng nghỉ trực tiếp thấy được tình hình của hiện trường đấu giá. Cậu Seto thể ngồi trong phòng nghỉ ra giá, không cần cậu phải lộ mặt. Nếu cậu vẫn cứ nghỉ ở trong phòng nghỉ bình thường, chốc nữa hội đấu giá bắt đầu, chẳng lẽ cậu đến hội trường đỏ mặt tía tai tranh giành với những người đó ư? Diệp Bắc Minh khẽ động lòng. Danh sách vật phẩm đấu giá. Được. Anh trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài phòng nghỉ. Trương La Vân và Trương Trác Nhã quay sang nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy ý lạnh trong mắt đối phương. Phòng nghỉ cho khách quý rất rộng. Phải đến hơn 300 mét vuông. Trương La Vân chỉ vào cửa sổ sát đất của đại sảnh, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài không nhìn được vào trong. Ở ngoài là hội trường đấu giá, cậu có thể ngồi ở phòng khách trả giá. Ngoài ra, còn có hai gian phòng khách, phòng tắm vệ sinh, cần gì có nấy. Lướt nhìn Vương Yên Nhi một cái, nếu Diệp Tông Chủ có hứng, còn có thể. Vương Yên Nhi cau mày. Diệp Bắc Minh nhìn danh sách vật phẩm đấu giá trên bàn một cái, được rồi, các người có thể ra ngoài rồi. He he, được. Trương La Vân cười một tiếng. Cùng Trương Trác Nhã quay người rời đi. Phập một tiếng đóng cửa lại. Vương Yên Nhi không nhịn được cảm giảm, hai bố con nhà này đều buồn nôn như vậy ư. Diệp Bắc Minh không tiếp lời, cầm danh sách đấu giá lên xem. Cuối cùng anh phát hiện một chiếc thương dài màu xanh đen ở hạng mục cuối cùng, Mặc Phong Mâu. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục có linh khí không? Giọng của Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, trước khi chưa nhìn thấy vật thật, tôi cũng không biết. Vậy thì đợi xem. Diệp Bắc Minh nhắm mắt chờ đợi. Ở cửa phòng nghỉ cho khách quý, sau khi Trương La Vân ra ngoài lập tức hạ lệnh, ra tay. Rõ. Hai ông lão trả lời một tiếng, hai tay kết ấn, khởi động trận pháp phòng ngự của phòng nghỉ. Vẻ mặt Trương Đạc biến sắc, các người đang làm gì hả? Trương La Vân tiến lên đá bay Trương Đạc, đợi chúng tôi hạ gục được tên nhóc đó rồi xử lý tên ăn cháo đá bát nhà cậu. Một lát sau, bù, phòng nghỉ cho khách quý khẽ rung lên. Có chuyện gì vậy, Vương Yên Nhi thấy hơi kỳ lạ. Khóe miệng của Diệp Bắc Minh cong lên cười lạnh nhạt. Vương Yên Nhi đứng ngồi không yên, còn phải đợi bao lâu? Khó chịu chết được. Tôi ra ngoài hóng gió. Mở cửa của phòng nghỉ cho khách quý, một kết giới trong suốt chặn trước người. Hai bên trái phải, mỗi bên có ba ông lão đứng ở cửa. Lạnh lùng nhìn Vương Yên Nhi. Các người muốn làm gì? Vương Yên Nhi biến sắc. Cô gái, quay vào đi, một ông lão trong đó nhếch miệng cười. Ông! Vương Yên Nhi vội về đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, xảy ra chuyện rồi, hình như họ nhốt chúng ta trong một trận pháp rồi. Lúc này, Trương Trác Nhã đi đến cửa phòng nghỉ cho khách quý. Nhìn vào bên trong qua kết giới trận pháp, Diệp Bắc Minh. Có hài lòng với món quà của tôi không? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, dịch bảo các tiếp đãi khách thế nào sao? Ha ha ha!
Trương Trác Nhã cười lớn, anh sắp thành người chết rồi, còn ở đó giả bộ cái gì? Còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước cửa phòng khách quý. Giơ tay tấn công ra một quyền. Ầm ầm vang lên, kết giới trong suốt rắc rắc nổ nứt. A! À. Trương Trác Nhã sợ đến thét lên một tiếng, kinh hãi chỉ vào Diệp Bắc Minh đang đi ra khỏi phòng khách quý, anh. Anh, làm sao anh làm được? Sáu ông lão cảnh giới thần hoàng đứng canh ở cả hít khí lạnh. Sợ đến cứng đờ tại chỗ. Trận pháp của phòng khách quý do một vị tổ cảnh tạo ra, lại bị Diệp Bắc Minh phá vỡ bằng một quyền. Muốn nghịch thiên ư? Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói đi, các người muốn làm gì? Trương La Vân sợ hãi nhanh chóng lên trước, Diệp Tông Chủ, là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đang đùa với cậu thôi. Trương Trác Nhã gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, chúng tôi đang đùa với anh thôi. Vậy tôi cũng đùa với cô. Diệp Bắc Minh giơ tay lên tóm, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên. Cơ thể của Trương Trác Nhã nổ tại chỗ. Con gái! Trương La Vân tức giận gào thét, giết hắn cho tôi. Sáu ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ cùng lao về phía Diệp Bắc Minh. Phập, phập, phập. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ bất động, mỗi chân một người. Sáu ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ bị đá bay như quả bóng ra, cả hành lang rơi vào trong tĩnh lặng như cái chết. Đầu óc của Trương La Vân trống rỗng, lúc này nỗi sợ hoàn toàn chiến thắng cơn giận, thụp một tiếng quỳ xuống đất, Diệp Tông Chủ chấm xin tha mạng. Nói đi. Các người muốn làm gì, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Trương La Vân không dám giấu, nói ra tất cả. Diệp Bắc Minh không phản ứng gì, nhả ra một câu, tôi muốn xem giáo Mác Mạc Phong. Giáo Mác Mạc Phong, được được được, Trương La Vân nói liền một lúc ba chữ được. Đưa Diệp Bắc Minh đến trước một nhà kho, năm võ giả cảnh giới thần hoàng trung kỳ chặn ông ta lại. Trương La Vân lấy ra một lệnh bài. Mấy người nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Nhường đường. Mở cửa nhà kho. Bên trong các loại vật phẩm đấu giá rực rỡ chói mắt, Diệp Bắc Minh lại không có hứng thú. Trương La Vân ôm đến một chiếc hộp thanh đồng dài 2 mét, chỉ vào mười mấy là bùa bên trên, Diệp Tông Chủ, trong này là giáo Mác Mạc Phong. Diệp Bắc Minh tiện tay xé tất cả là bùa. Bù. Một luồng sát khí cực kỳ cường mạnh ập đến. Chiếc hộp thanh đồng bị bật mở, một thanh giáo Mác dài màu xanh đen trực tiếp đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Ha ha ha! Trương La Vân cười lớn, Diệp Bắc Minh, đi chết đi! Vật này cực kỳ hung hiểm, sau khi được phát hiện ở trong di tích thượng cổ, nó lại chủ động giết mấy chục người của bọn tao. Sau đó sáu cảnh giới thần hoàng đỉnh phong cùng ra tay mới phong ấn được nó, mày chết chắc rồi! Liền sau đó! Giáo Mác Mạc Phong đâm xuyên cổ họng của Diệp Bắc Minh. Cái gì? Diệp Bắc Minh cười ngạo nhiên, giơ tay tóm về phía đầu mũi giáo Mác Mạc Phong. Tóm chặt. Giáo Mác Mạc Phong không thể tiến thêm một bước. Làm sao có thể? Trương La Vân há hốc miệng, cả người thộn ra. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý ông ta, trực tiếp truyền âm, kiếm càn khôn chấn ngục, trong giáo Mác Mạc Phong có khí linh không? Kiếm càn khôn chấn ngục trả lời chắc chắn, chủ nhân, tôi cảm nhận được khí tức của khí linh. Tuy hơi yếu, nhưng có tồn tại. Được. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Một ý nghĩ, trực tiếp thu giáo Mác Mạc Phong vào trong không gian của tháp càn khôn chấn ngục. Đồng thời, thần hồn tiến vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Thần hồn cầm giáo Mác Mạc Phong đến trước cổng lớn tầng một tháp càn khôn chấn ngục, trong lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Bù, bù, bù. Giáo Mác Mạc Phong rung lên dữ dội, giống như cảm nhận được thứ gì khủng bố, phản kháng kịch liệt. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nếu mày dám phản kháng, tao bảo đảm trực tiếp diệt đi ý thức của mày. Quả nhiên. Lời vừa được nói ra, giáo Mác Mạc Phong yên lặng hẳn. Diệp Bắc Minh đẩy mở cổng lớn tầng một tháp càn khôn chấn ngục đi vào bên trong. Ba cái bục nhỏ hiện ra trước mắt. Lúc trước. Lần đầu tiên anh đi vào tháp càn khôn chấn ngục, đã có được ba món bảo vật ở tầng thứ nhất. Kiếm càn khôn chấn ngục, tôi đặt giáo Mác Mạc Phong lên trên có hiệu quả thật không? Kiếm càn khôn chấn ngục trả lời, chủ nhân, tôi cũng không biết, có lẽ có.
Được. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu đặt giáo Mác Mạc Phong lên trên một cái bục nhỏ trong đó. Trong tích tắc, tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ rung lên. Cả tầng một lập tức sáng lên ánh sáng trắng trong suốt, giống y hệt như lần đầu tiên Diệp Bắc Minh tiến vào tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Sau đó, ánh sáng trắng ảm đạm dần. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Diệp Bắc Minh kích động đến đỏ mặt tía tai, tiểu tháp, tôi vừa cảm nhận được tiểu tháp. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng thực sự tồn tại. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, cô đã đúng. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cũng kích động, chủ nhân, tôi cũng cảm nhận được khí thức của chú tháp. Tiếp theo, chỉ cần đặt vật có khí linh lên trên mỗi cái bục nhỏ, không chừng chú tháp có thể quay về thật. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên nụ cười, ha ha ha, tôi hiểu rồi. Bảo vật của mỗi một tầng trong tiểu tháp là do chủ nhân các đời đặt vào đó. Những bảo vật này cùng ngưng tụ sức mạnh càn khôn, chỉ cần tôi đặt đủ bảo vật lên mỗi một tầng. Sẽ có ngày tiểu tháp trở lại. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cảm nhận được một luồng khí tiêu sát khóa chặt anh. Cùng lúc đó, mấy bóng hình từ trên trời giáng xuống. Năm cảnh giới thần hoàng trung kỳ ở cửa nhà kho dịch bảo các quát một tiếng, kẻ nào? Thật to gan, dám tự ý xông vào nhà kho dịch bảo các. Ông lão râu trắng dẫn đầu nheo mắt. Hai ánh hào quang vàng kim bắn đến. Cái đầu của năm người cảnh giới thần hoàng trung kỳ của dịch bảo các hóa thành xương máu tại chỗ. Trương La Vân vừa từ nhà kho chạy ra nhìn thấy cảnh này, sợ đến bỏ dưới đất, tổ cảnh, sáu tổ cảnh. Ông lão râu bạc nhìn Trương La Vân, người của các ông thông báo với chúng tôi là Diệp Bắc Minh đang ở dịch bảo các. Hắn đang ở đâu? Trương La Vân sợ muốn chết. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, vì một Diệp Bắc Minh nhỏ bé mà lại có tận sáu tổ cảnh đến. Chẳng lẽ thực lực của Diệp Bắc Minh khủng bố đến ảnh giới này sao? Ở trong nhà kho. Ông lão râu bạc giơ tay tóm về phía trước, một luồng sức mạnh vô hình bùng phát. Choang một tiếng vang lên. Cửa lớn nhà kho trong trận pháp bảo vệ nổ tung, cuốn lên khói bụi ngập trời. Sáu ánh mắt cùng sầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sâu trong khói bụi. Đợi khi tất cả khói bụi lắng xuống, Diệp Bắc Minh đứng trước sáu người. Lúc nhìn thấy sáu người, Vương Yên Nhi gần như sợ đến mềm nhũn người, cậu Diệp, họ là ai? Toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng khí thế đã áp bức khiến cô ta không thể thở nổi. Diệp Bắc Minh cười, một lúc có sáu tổ cảnh đến. Các người đến báo thù à? Tổ cảnh. Vương Yên Nhi sợ đến mức trái tim như muốn vỡ ra. Ông lão râu bạc nhếch miệng cười, dạo này cậu gây động tĩnh quá lớn, làm quá nhiều chuyện mà chúng tôi không ngờ đến. Ông ta lắc đầu, còn báo thù, cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy lão phu Trần Lục chỉ là lão tổ nhà họ Trần, nhưng đến cảnh giới như của lão phu, cho dù nhà họ Trần diệt vong, lão phu cũng sẽ không cau mày. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, ồ, thế các ông đến làm gì? Lão tổ Trần hồn phì cười một tiếng, Diệp Bắc Minh, không phải cậu biết rõ mà vẫn hỏi chứ? Đương nhiên là bí mật của hoa tộc thượng cổ trên người cậu rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không biết bí mật của hoa tộc thượng cổ. Diệp Bắc Minh, đã đến lúc này rồi, nói lời này có ý nghĩa không? Một lão bà lạnh lùng lên tiếng. Bà ta mặc áo choàng xám, lồng ngực thêu biểu tượng của vạn thần tông. Tuy là phụ nữ duy nhất, khí tức lại cực kỳ mạnh. Nếu trên người cậu không có bí mật của hoa tộc thượng cổ thì tại sao một kẻ chỉ như con kiến như cậu có thể đi đến ngày hôm nay? Bà lão áo choàng xám quát một tiếng, nói ra tất cả bí mật của hoa tộc thượng cổ, giao thanh kiếm thánh hoa tộc ra, tôi cho cậu được chết sung sướng. Bà rất muốn có phải không? Được, giết bà đầu tiên. Diệp Bắc Minh bước ra một bước. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay, chém về hướng bà lão. Năm người còn lại hơi bất ngờ. Không ngờ Diệp Bắc Minh dám chủ động ra tay. Tạp chủng, tao thấy mày đang tìm cái chết mà. Bà lão áo choàng xám lộ ra nụ cười âm lạnh, cây trượng đầu rồng trong tay chỉ về hư không. Xoẹt. Một đường ánh sáng đen bùng phát, gần như nghiền nát hư không. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, huyết long, ra đi. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rung lên.
kiếm khí màu máu mang theo một con huyết long xông ra va chạm với đường ánh sáng đen. Phập! Trong tích tắc, chấn rung như trời long núi lở, ánh sáng đen của cây trượng đầu rồng bắn ra lập tức tắt ngấm. Huyết long vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục xông về phía bà lão áo choàng xám, đập mạnh lên lồng ngực của bà lão áo choàng xám. Phụt! Bà lão áo choàng xám phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay đi, hai chân kéo ra một đường rãnh dài mấy chục mét dưới đất mới dừng lại. Trương La Vân Sơn đến run rẩy, ôi mẹ ơi! Diệp Bắc Minh lại có thể đánh tổ cảnh thương nặng bằng một đường kiếm. Trần Lục Chỉ nheo mắt. Lão tổ trấn hồn nhìn chằm chằm kiếm càn khôn trấn ngục trong tay Diệp Bắc Minh, cảnh giới của tên nhóc này lúc thì là cảnh giới đế, lúc thì là cảnh giới thiên thần, có lẽ trên người có thứ gì ẩn giấu khí tức cảnh giới. Nhưng thực lực của hắn chắc chắn sẽ không vượt qua cảnh giới thần hoàng. Chưa đến cảnh giới thần hoàng lại có thể bùng phát ra sức mạnh như vậy, chắc chắn có liên quan mật thiết đến thanh kiếm đó. Soạt! Ba ông lão còn lại đều nhìn lên kiếm càn khôn trấn ngục với ánh mắt tham lam. Nếu họ có thể có thanh kiếm này, thực lực sẽ nâng cao khủng bố đến mức nào? Lão tổ thất tinh lập tức nói, các vị, bí mật của hoa tộc thượng cổ gì đó, lão phu không muốn biết. Lão phu chỉ có một yêu cầu, chốc nữa thanh kiếm này thuộc về lão phu. Lão tổ lục đạo cười lạnh lùng lắc đầu, lão quái thất tinh, mọi người đều nhìn thấy uy lực của thanh kiếm đó. Ông muốn một mình nuốt gọn, nằm mơ đi. Cuộc chiến còn chưa kết thúc, các ông đã muốn chia chiến lợi phẩm, bà lão áo choàng xám quát một tiếng, câm miệng hết cho tôi. Không câm được, chốc nữa tôi cho các ông câm hết. Thấy bà lão áo choàng xám nổi giận, hai người đành chọn câm miệng. Tạp trùng, tôi đảm bảo, vừa nãy là lần cuối cùng cậu ra tay trong cuộc đời. Bà lão áo choàng xám đập mạnh cây trượng trong tay. Vạn thần, quỳ tông. Bà lão vừa dứt lời. Xung quanh nổi lên cuồng phong. Một tượng thần màu đen hiện lên từ phía sau lưng bà lão, một luồng khí thế cường mạnh ngưng tụ, tất cả gạch đá dưới sàn bay lên không trung lập tức bị sóng khí khủng bố làm cho biến thành bột vụn. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lập tức đáp xuống trước người bà lão áo choàng xám. Chém mạnh một kiếm xuống. Vẻ mặt bà lão áo choàng xám biến sắc, trong mắt hiện lên cơn lửa giận, đồ tạp chủng, cậu đánh lén. Diệp Bắc Minh quát nói, bà là đồ ngốc hả? Cuộc chiến sống chết, tôi còn đợi bà ra đại chiêu. Bà tưởng đây là chế độ lần lượt hả? Tiểu tạp trùng, quỳ xuống, chịu chết đi. Trong lúc kiếm càn khôn trấn ngục đập xuống, bà lão áo choàng xám vội vàng cầm cây trượng đầu rồng chặn đường kiếm này. Rắc rắc, một tiếng bức bối vang lên. Cây trượng đầu rồng vốn không ngăn chặn nổi sức mạnh của kiếm càn khôn trấn ngục, lại vỡ thành mảnh vụn. Thấy kiếm càn khôn trấn ngục chém về phía đầu của mình, cuối cùng đôi mắt của bà lão áo choàng xám lóe lên tia kinh sợ, bóng người mau chóng vụt đi. Phụt! Bả vai lập tức nổ tung, máu thịt và xương vụn bay ra, hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất. Tiểu tạp trùng, mày dám! Cơ thể của bà lão áo choàng xám khẽ run lên, tức giận điên cuồng muốn đứng lên. Diệp Bắc Minh cười dữ tợn một tiếng, lão bà, chết đi cho tôi! Xoay kiếm càn khôn trấn ngục, chém về phía đầu của bà lão áo choàng xám. Không! Đồng tử của bà lão áo choàng xám co mạnh lại, sâu trong đôi mắt phản chiếu ngược đường chém của kiếm càn khôn trấn ngục. Cổ của bà ta làm sao có thể ngăn được sức mạnh của kiếm càn khôn trấn ngục, bị chém gãy tại chỗ. Diệp Bắc Minh một bước giẫm nát đầu người lăn ra. Dứt khoát nhanh gọn. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như cái chết. Năm người Trần Lục Chỉ, lão tổ trấn hồn, lão tổ độn thế, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đó là thánh tổ của vạn thần tông đấy. Cùng một cảnh giới với họ, lại chết trong tay Diệp Bắc Minh. Mà còn chết dễ dàng như vậy, giống như nằm mơ. Vương Yên Nhi há hốc cái miệng nhỏ, bắt đầu từ khi Diệp Bắc Minh tiến vào thần giới, cô ta dường như biết mọi thứ về anh. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh dễ dàng giết một tổ cảnh như vậy, hai chân mềm nhũn, cậu Diệp, tôi cũng nghi ngờ có phải nằm mơ không, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết. Bốp! Trương La Vân tự tát mạnh mình một cái, đau, không phải nằm mơ, là thật.
Tiếng giòn tan này cũng khiến năm người khác tỉnh lại. Trần Lục Chỉ cũng không thể bình tĩnh, tên nhóc này không đơn giản như tưởng tượng, đừng cho hắn cơ hội nào nữa. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu cười, mẹ kiếp, ông là cái thá gì? Là tôi không cho năm người các ông cơ hội nào hết. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục nuốt chửng tinh khí của bà lão áo choàng xám, chúng ta cùng thịt năm lão xúc sinh này. Thi thể của bà lão áo choàng xám mau chóng héo khô. Trong lúc hút, hóa thành cái xác khô. Sát khí ngút trời từ trong cơ thể bùng phát. Diệp Bắc Minh trực tiếp xông đến trước người Trần Lục Chỉ, khóe miệng lộ ra vẻ hung hãn, tôi vốn định sau khi nghiệm chứng suy đoán của mình, rồi đi tiêu diệt từng nhà các người. Các người sao lại vội vã đến nộp mạng chứ? Đã đến rồi, thì chết đi. Một tiếng gầm thét. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ra. Trần Lục Chỉ biết sự khủng bố của thanh kiếm này, không dám tiếp chiêu. Hai tay kết ấn trước ngực, lập tức hình thành một trận pháp phòng ngự khoảng 1 mét vuông. Choang! Chỉ một đường kiếm, trận pháp phòng ngự ầm ầm nổ tung. Uy lực còn lại đập mạnh lên lồng ngực của Trần Lục Chỉ, rắc một tiếng, lập tức gãy mười mấy chiếc xương sườn. Cơn đau dữ dội khiến Trần Lục Chỉ lùi lại thật xa, khuôn mặt già vốn cao ngạo chỉ còn lại nỗi sợ vô tận, rốt cuộc mày là cảnh giới gì? Chẳng lẽ mày cũng là tổ cảnh sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi chưa từng che giấu cảnh giới của mình. Cái gì? Trần Lục Chỉ trố mắt há hốc miệng, cảnh giới thiên thần. Mày mới là cảnh giới thiên thần. Bốn người còn lại không tin lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cảnh giới thiên thần, cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần hoàng, tổ cảnh. Chênh lệch 4 cảnh giới lớn. Lại có thể làm đến mức giết được họ. Giết thì cũng thôi đi. Còn có thể 1 địch 5, ông ta cũng không dám nằm mơ như vậy. Không có gì là không thể, xuống địa ngục đi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bay đến. Trong mắt Trần Lục Chỉ, giống như tử thần đòi mạng, ông ta bất chấp thân phận hét lớn, lão tổ trấn hồn, các ông còn đợi cái gì? Cùng ra tay giết hắn đi. Lên! Lão tổ trấn hồn trực tiếp ra tay. Ông ta có cảm giác nguy cơ, nếu bây giờ không ra tay, chẳng may họ bị anh đánh riêng từng người, thì sẽ phải chết ở đây thật. 3 người lão tổ độn thế, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo cùng bước ra. Hình thành thế 4 góc ra tay, 4 luồng sức mạnh khủng bố ập đến. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục dơ giang trước người, 4 luồng sức mạnh đập lên trên, rốn như châu đất xuống biển. Hấp thụ toàn bộ. Lão tổ trấn hồn là tổ cảnh, vừa nhìn là nhận ra, có chuyện gì vậy? Sức mạnh của chúng ta bị thanh kiếm này hấp thụ. Lúc này, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục càng thêm đen xì. Điều khủng bố hơn là, trên thân kiếm đen xì lại bùng phát ra ánh kiếm màu đỏ máu. Diệp Bắc Minh lật tay chém ra 4 đường kiếm, lần lượt có 4 con huyết long xông ra về phía 4 người. Gru! 4 người lão tổ trấn hồn, lão tổ độn thế, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo vừa định ra tay chặn huyết long. Phập một tiếng. Huyết long lại nổ tung trước người 4 người. Tuy 4 người họ phòng ngự trước, nhưng vẫn bị sức mạnh bùng nổ đánh cho phun ra ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau rát. Đáng chết. Lão tổ trấn hồn tức giận mắng một tiếng, thanh kiếm này quá quái dị. Lão tổ độn thế khàn khàn giọng, các ông xem, sau khi thanh kiếm này hấp thụ sức mạnh của chúng ta liền trở nên đen xì. Sau khi tấn công 4 lần lại trở lại vẻ ban đầu, nó có thể hấp thụ thần lực của chúng ta để sử dụng. Cách tốt nhất là chúng ta không dùng thần lực, dùng võ đạo thân pháp giết kẻ này. Vậy còn đợi cái gì? Giết, trong tay lão tổ thất tinh xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Lập tức xuất hiện phía sau Diệp Bắc Minh, chém về phía đầu của anh. Choang! Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ngăn chặn. Thần kiếm màu đen vỡ nứt tại chỗ. Đồng thời, cũng cho lão tổ độn thế cơ hội, giơ tay đập một quyền về hướng vị trí đan điền của Diệp Bắc Minh. Nhóc con, lão phu quên nói với mày. Tuy lão phu tu võ, nhưng cũng luyện thể. Hàng vạn năm nay độ mạnh cơ thể của lão phu đã mạnh đến mức sánh ngang với thần khí. Sức mạnh của tao đủ đánh chết mày bằng một quyền. Lúc sắp đánh đến đan điền của Diệp Bắc Minh. 5 ngón tay đột ngột xuất hiện tóm chặt cổ tay của lão tổ độn thế. Cái gì?
bất luận lão tổ độn thế dùng sức thế nào, nắm đấm vẫn dừng ở vị trí cách đan điền của Diệp Bắc Minh nửa tấc. Không thể tiến thêm một bước. Giọng nói như tử thần vang lên, quên không nói với ông. Tôi đã dung hợp 150 chiếc xương chí tôn, độ mạnh cơ thể đạt đến cảnh giới gì tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn mạnh hơn ông một chút. Rắc. Bẻ thật mạnh. A. À. Lão tổ độn thế kêu thảm một tiếng, cổ tay bị bẻ gãy, xương đâm xuyên máu thịt cánh tay lộ ra ngay. Phập. Quyền thứ hai ập đến, đập lên đan điền của lão tổ độn thế. Không đợi ông ta phản ứng, kiếm càn khôn chấn ngục đâm xuyên lồng ngực của ông ta. Hấp thụ. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Lão tổ độn thế lập tức hóa thành một cái xác khô. Suýt. Ba người lão tổ chấn hồn, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo, hít khí lạnh, bất giác lùi lại. Khóe miệng Diệp Bắc Minh cong lên ý cười, đừng sợ, rất nhanh thôi. Trong một hơi thở, kiếm càn khôn chấn ngục đã có thể hút cạn hoàn toàn các người, sẽ không đau đớn. Tên điên này. Khuôn mặt già của lão tổ chấn hồn trắng bệch. Cảm ơn đã quá khen, người tiếp theo là ông đấy. Nụ cười của Diệp Bắc Minh như Diêm Vương đòi mạng. Lão tổ chấn hồn sợ đến hồn phách bốc hơi, đừng. Trực tiếp thiêu cháy sinh mệnh, giống như hỏa tiễn bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Lão tổ thất tinh và lão tổ lục đạo thấy vậy, cũng thiêu cháy sinh mệnh chuồn đi. Diệp Bắc Minh không đuổi theo, hòa thượng chạy được chứ miếu thì không chạy được. Các người. Trần Lục chỉ tức đến phun ra máu. Ông ta bị thương nặng, vốn không thể bỏ chạy. Trương La Vân kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, hắn là quái vật gì? Sáu tổ cảnh bị hắn giết mất hai người, ba người thê thảm bỏ chạy. Còn một người bị thương nặng, quái vật như này, tại sao mình lại chọc vào chứ? Trương La Vân hối hận muốn chết. Ông ta cũng muốn chạy. Nhưng hai chân như đóng xuống thuyền, vốn không thể nhúc nhích một bước. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, đồng đội của ông không ổn lắm, lại bỏ lại một mình ông. Sắc mặt Trần Lục chỉ trắng bệch. Sáu người họ vốn chỉ là vừa mới hợp thành đội, bảo họ liều mạng vì mình vốn là điều không thể nào. Bỏ chạy mới là lựa chọn của người bình thường. Đôi mắt của Trần Lục chỉ lát lần, dường như đưa ra quyết định, Diệp Tông Chủ, tôi tình nguyện dùng một vài thức của hoa tộc thượng cổ để lại ở nhà họ Trần đổi lấy cái mạng của mình. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn ông ta một cái, đồ của hoa tộc thượng cổ để lại ở nhà họ Trần. Đúng thế. Trần Lục chỉ nghiêm trọng gật đầu, vật này chắc chắn có ích với Diệp Tông Chủ, nhà họ Trần cũng sử dụng nó nên mới có địa vị như hiện nay. Chỉ cần Diệp Tông Chủ thề tha cho tôi một mạng, lão phu chắc chắn sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Soạt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước người Trần Lục Chỉ. Giơ tay tóm cổ của ông ta, tôi giết ông, rồi đến nhà họ Trần Lục soát tìm kiếm vật này, không phải cũng như nhau sao? Trần Lục Chỉ đỏ bừng đôi mắt, gần như khó thở, Diệp Tông Chủ, chỉ có một mình lão phu biết cách sử dụng vật này. Nếu Diệp Tông Chủ không tin, lão phu không còn gì để nói. Ông ta còn bổ sung một câu, vật này, không những có thể chứng minh lai lịch của hoa tộc thượng cổ, còn ẩn giấu một bí mật to lớn. Mấy chục đời tổ tiên nhà họ Trần cố gắng nỗ lực cũng không phá giải được vật này. Nhưng nhà họ Trần biết một điều, vật này có liên quan đến thần quốc hỗn độn. Nhà cậu có thể đến từ thần quốc hỗn độn. Nói xong. Nhắm mắt đợi chết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, tạm thời giữ cái mạng của ông lại. Trần Lục chỉ thở nhẹ nhõm, xem ra mình đã cược thắng. Liền sau đó. Phập. Diệp Bắc Minh đột ngột ra tay, đấm một quyền vỡ đan điền của Trần Lục Chỉ. Cậu. Trần Lục Chỉ đau đến bỏ dưới đất. Trong lòng tuyệt vọng gào thét, cậu đã đồng ý với tôi, tại sao còn phế đan điền của tôi? Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười lạnh lùng. Tôi muốn phế thì phế, ông còn có tư cách mặc cả sao? Nếu không phục, tôi trực tiếp lục soát thần hồn rồi giết ông cũng được. Không dám. Trần Lục chỉ sợ đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ dưới đất, Diệp Tông Chủ, bây giờ tôi đưa cậu đến nhà họ Trần ngay. Chốc nữa rồi tính, tôi còn có việc cần xử lý. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt,
nhìn sang Trương La Vân ở một bên. Trương La Vân sợ hãi bỏ đến, Diệp Tông Chủ tha mạng, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chỉ cần Diệp Tông Chủ đồng ý tha cho tôi, bảo tôi làm gì tôi cùng làm. Phập, phập, phập. Điên cuồng dập đầu. Sáu tổ cảnh bi giết mất hai, một người tàn phế, ba người còn lại thê thảm bỏ chạy. Chiến tích khủng bố này nói ra ngoài thì ai dám tin. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, Trương Đạc đâu? Trương La Vân vội vàng giải thích, cậu ta bị áp giải đến địa lao, tôi lập tức cho người đưa cậu ta đến gặp cậu. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, còn ông nội của Trương Đạc, cũng đưa đến luôn. Được. Tuy Trương La Vân nghi hoặc nhưng cũng không dám chậm trễ. Lập tức cho người đưa Trương Đạc và Trương Chính Cản đến. Trương Đạc vừa từ địa lao đi ra, toàn thân đầy máu, vừa nhìn là biết đã chịu không ít hành hạ. Khi anh ta nhìn thấy ông nội nằm trên cáng bị người ta bê ra, lập tức tức giận hét như phát điên, Trương La Vân, ông có gì thì nhằm vào tôi. Cho dù ông nội tôi bị phế, thì cũng từng là nguyên lão của nhà họ Trương. Nếu ông dám giết hại nguyên lão nhà họ Trương, các trưởng lão khác sẽ không tha cho ông đâu. Trương La Vân tái xanh mặt, không nói một lời. Đưa hai ông cháu đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Tông Chủ, anh không sao ư? Nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi ở đó như không có việc gì, Trương Đạc vô cùng kinh ngạc. Diệp Tông Chủ, là cậu gọi hai ông cháu tôi đến ư? Không biết có việc gì, dù sao Trương Chính Cản cũng từng là cảnh giới thần hoàng. Cho dù là người tàn phế, vừa nhìn là nhận ra bầu không khí ở hiện trường không đúng lắm. Trương La Vân đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh giống như người hầu, cúi đầu như đợi phân phó bất cứ lúc nào. Quỷ gì? Quá quỷ gì? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, nói thẳng, ông Trương, tôi không vòng vo nữa. Thứ nhất, chỉ cần ông gật đầu, bắt đầu từ bây giờ Trương Đạc là gia chủ của nhà họ Trương. Thứ hai, từ nay về sau nhà họ Trương hợp tác với Thái Dương Tông, tất cả vật phẩm đấu giá của Dịch Bảo Các, Thái Dương Tông có quyền lựa chọn vô hạn. Cái gì? Cơ thể của Trương La Vân run lên. Trương Chính Cản chừng mở to mắt, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, tôi nghĩ cậu nhầm rồi. Lão Phu đã là người tàn phế, không có quyền gì ở nhà họ Trương, Trương Đạc không có cơ hội làm gia chủ của nhà họ Trương. Diệp Bắc Minh cười, nếu tôi có thể làm được thì sao? Chấm. Một canh giờ sau. Trong một phòng họp lớn nhất của Dịch Bảo Các. Một đám lãnh đạo cấp cao của nhà họ Trương nhận được thông báo, đều đi đến phòng họp. Hừ, Trương La Vân, ông có ý gì? Mọi người đều rất bận, ông đột nhiên bảo mọi người đến phòng họp làm gì? Một người đàn ông trung niên vừa xuất hiện đã chất vấn Trương La Vân đứng ở cửa phòng họp. Trương La Vân, ông muốn làm gì? Bao nhiêu nguyên lão đều bị ông gọi đến, ông có ý gì? Người đàn ông trung niên tên là Trương Đông Tín. Phía sau ông ta lại có thêm mấy bóng hình, Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ. Đều là thực lực cảnh giới thần hoàng trung kỳ tương đương. Trương La Vân mỉm cười nói, đợi mọi người đến đủ thì biết. Hừ, tôi thấy ông cũng chẳng dở được trò gì, Trương Đông Tín cười lạnh lùng một tiếng. Họ có tất cả bốn cảnh giới thần hoàng trung kỳ, có mười mấy nguyên lão trong tộc ủng hộ họ. Trương La Vân vốn không có cơ hội. Rất nhanh, những người cấp cao nhà họ Trương lần lượt đến phòng họp, Trương La Vân thấy khá đông đủ rồi liền lùi đến một góc. Mọi người mới phát hiện, có một người đàn ông trẻ nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối ngồi trong góc. Một cô gái thân hình kiều diễm đứng phía sau, còn có một ông lão như bị thương thoi thóp hơi thở. Vừa nãy lúc đi vào, thanh niên vẫn luôn ở trong phòng họp. Chỉ là không có ai chú ý đến. Đồng thời, mọi người còn kinh ngạc phát hiện Trương Chính Càn và Trương Đạc đã đến. Trương Chính Càn, khí tức của ông. Đồng tử của mọi người co lại, ông hồi phục thực lực rồi. Trương Chính Càn lại có thể đứng lên đi lại, hơn nữa trên người toát ra khí tức cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Trương Chính Càn thản nhiên nói, cảm ơn các vị quan tâm, lão phu đã hồi phục rồi. Ông ta cố kiềm chế nỗi chấn hãi trong lòng, chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh. Vào một canh giờ trước, Diệp Bắc Minh đã dùng thủ đoạn như quỷ thần chữa trị,
hồi phục hơn một nửa thực lực cho ông ta. Trương Đông Tín hơi bất an, các người có ý gì? Lúc này, giọng của người thanh niên vang lên, tôi bảo các vị đến là để tuyên bố một chuyện, bắt đầu từ bây giờ Trương Đạc đảm nhiệm gia chủ nhà họ Trương. Trương Chính Càn làm thái thượng trưởng lão duy nhất của nhà họ Trương, Trương La Vân sẽ làm các chủ của Dịch Bảo Các. Lời vừa được nói ra, toàn hiện trường bùng nổ. Cậu là ai, làm sao dám tùy tiện bổ nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Trương? Nhóc con, khẩu khí của cậu lớn quá, chán sống rồi hả? Nơi này là phòng họp của nhà họ Trương, tên nhóc nói năng không kiêng kỵ này là ai? Người đâu, đuổi ra ngoài cho tôi. Một số nguyên lão tức giận đứng lên. Phập. Trương Đông Tín còn đập bàn, mẹ kiếp, cái thứ gì? Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ đứng lên theo, trong mắt lóe lên tia băng lạnh vô tận. Gru. Trong lúc một tiếng rồng gầm vang lên, đồng thời mọi người trong phòng họp chỉ thấy huyết quang lóe lên rồi vút tắt. Phụt, phụt, phụt. Thịch một tiếng, đầu của bốn người Trương Đông Tín, Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ rơi xuống bàn của phòng họp. Mắt trợn tròn. Vẻ mặt kinh sợ. Sượt. Tất cả mọi người trong phòng họp sợ hãi đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm người thanh niên ra tay, cảm thấy khó thở. Có ai có ý kiến không? Giọng của người thanh niên vang lên. Không, không có. Không có. Chúng tôi không có ý kiến. Tham kiến gia chủ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Đám người nhà họ Trương bị thủ đoạn dứt khoát này dọa sợ đến đều lên tiếng, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước. Khuôn mặt Trương Đạc đỏ bừng, không ngừng nuốt nước miếng, vãi, tôi là gia chủ rồi. Trong lòng Trương Chính Càn vô cùng chấn hãi, không nhịn được kính sợ nhìn người thanh niên như thần linh trước mặt. Chấm. Trên đường đến nhà họ Trần, Trần Lục chỉ không nhịn được lên tiếng, không hổ là con cháu của hoa tộc thượng cổ, thủ đoạn sát phạt quyết đoán vừa nãy dưới bầu trời này không có mấy người có thể làm được. Nhà họ Trần không phải là đối thủ của cậu, hoa tộc thượng cổ quay về thật rồi. Nói xong. Trần Lục chỉ thụp một tiếng quỳ xuống đất. Diệp Tông Chủ, Lão Phu nhận thua. Sau khi đến nhà họ Trần, tôi sẽ nói với Diệp Tông Chủ tất cả những gì tôi biết, xin Diệp Tông Chủ đừng làm khó con cháu nhà họ Trần, đây là thỉnh cầu duy nhất của Lão Phu. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng. Thản nhiên nhìn Trần Lục Chỉ. Đồng tử của Trần Lục Chỉ không ngừng co lại, không dám nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh. Ông đừng sợ, tôi không thích giết người. Trần Lục Chỉ không nhịn được giật khóe miệng. Diệp Tông Chủ, Lão Phu cũng biết chuyện cậu một lúc diệt hơn trăm tông môn, chú sát hàng triệu người. Ồ, lần đó là sự cố. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt tùy ý, chỉ có lúc tôi nổi giận mới giết người. Đương nhiên, bình thường tôi sẽ không tức giận. Trần Lục chỉ nuốt nước miếng. Chỉ có thể cầu nguyện Diệp Bắc Minh thực sự sẽ không nổi giận. Chẳng mấy chốc. Hai người đi đến thành trì thứ nhất rừng rậm tinh hồn. Dù sao cũng là thành trì siêu cấp dân số 1 tỷ người. Náo nhiệt không thua kém gì thành phố thần, hai người đến trước cổng nhà họ Trần. Lão Tổ, ông về rồi. Mấy ông lão cảnh giới thần hoàng sơ kỳ tiến lên, cung kính hành lễ. Diệp Tông Chủ, có nghỉ ngơi trước không? Trần Lục Chỉ đề nghị. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần, trực tiếp đưa tôi đi xem thứ mà ông nói đi. Được. Trần Lục Chỉ nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, gật đầu, đưa Diệp Bắc Minh đi vào sâu trong nhà họ Trần. Mấy ông lão cảnh giới thần hoàng cứng đờ tại chỗ, quay sang nhìn nhau, thanh niên đó là ai? Tại sao lão tổ cung kính, với cậu ta như vậy? Họ Diệp, Diệp Tông Chủ, chắc không phải là Diệp Bắc Minh chứ? Suýt! Sâu trong hư không vô biên vô tận, có một đại lục rộng hàng tỷ dặm lơ lưng trên không trung khí hỗn độn bập bềnh. Nếu từ trong hư không cúi nhìn xuống dưới, chắc chắn sẽ chấn kinh phát hiện, trên không trung đại lục đó lại trôi nổi hơn trăm vầng mặt trời. Cả đại lục có vô số tông môn, lại chỉ có một đất nước. Vì sinh ra trong hỗn độn, được đặt tên là Thần Quốc Hỗn Độn. Lúc này, trong cung điện như thiên cung ở sâu trong hoàng cung của Thần Quốc Hỗn Độn, một cô gái hoàn hảo không tì vết hai tay chống cằm,
đôi mắt to long lanh chừng nhìn một bức chân dung đã ngắm hàng triệu lần một cách nhàm chán, rốt cuộc anh đang ở đâu? Lang quân như ý của tôi. Đều tại năm đó sau khi sư phụ để lại bức chân dung này, liền chạy đến thế giới bản nguyên du lịch. Không tiết lộ cho mình một chút tin tức nào, người ta còn một tháng nữa là thành niên rồi, bây giờ ngay cả bóng hình của anh ta cũng không nhìn thấy. Sư phụ thối, sư phụ xấu xa, hừ. Cô gái khẽ hừ một câu. Bỗng nhiên, một thị nữ chậm rãi đi đến. Nếu ở thần giới, tuyệt đối là mỹ nữ tuyệt thế cấp nữ thần. So với cô gái ngây người trước bức chân dung, lại vẫn kém hơn một bậc. Điện hạ, chẳng phải tiền bối thiên cơ đã nói rồi sao? Thị nữ mỉm cười, lang quân như ý của cô chắc chắn sẽ xuất hiện vào ngày mà cô thành niên, hơn nữa chắc chắn người này là người của tám vương tộc lớn. Cô gái lắc đầu, thanh niên nick hệ của tám vương tộc lớn, phụ hoàng mẫu hậu đã cho người tìm mấy lượt rồi. Vốn không có người nào tương tự với bức chân dung, càng đừng nói là giống. Bây giờ tôi đang nghi ngờ có phải sư phụ cố ý lừa tôi không đấy. Bỗng nhiên, thị nữ cau mày, điện hạ, tiện nữ có câu này không biết có nên nói hay không. Cô gái xua tay, cứ nói không sao. Đôi mắt của thị nữ trầm xuống, thần quan và thần hậu chỉ điều tra một lượt bảy vương tộc phải không? Bảy vương tộc. Cô gái ngẩn người, sau đó ngạc nhiên há cái miệng nhỏ, ý của cô là còn thiếu một vương tộc. Đúng thế. Thị nữ ngưng trọng gật đầu, điện hạ. Loạn tám vương tộc năm đó. Quân phản bội của tộc đó suýt nữa diệt sự thống trị của thần quốc. Sau đó y mấy vị hoàng tổ dẫn dắt bảy vương tộc liên thủ trấn áp, từ đó tộc đó hoàn toàn diệt vong. Nhưng dạo này hoàng cung có người đồn, tộc đó còn có một vài dư nghiệt lưu lạc ở thế giới cấp dưới, có thể cho tàn cháy lại bất cứ lúc nào. Đôi mắt đẹp của cô gái lóe lên hào quang kỳ dị. Cô ta cau mày càng chặt. Chẳng lẽ sư phụ dự đoán lang quân như ý của tôi là người của hoa tộc? Hai chữ hoa tộc vừa ra khỏi miệng. Ầm ầm. Một tiếng sét vang lên. Trên không trung cung điện vốn trong xanh lập tức mây đen giăng kín. Thị nữ sợ đến bước lên trước, che miệng của cô gái, điện hạ, đừng nói linh tinh. Trong thần quốc, hai chữ này là đại kỵ, một khi bị mấy vị hoàng tổ biết, cho dù cô là công chúa cũng sẽ bị phạt. Cô gái lắc đầu, nghi hoặc nhìn mây đen khắp trời, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thực sự là tộc đó phản bội sao? Đã là phản bội, tại sao không dám cho người của thần quốc bàn luận? Có phải trong đó có ẩn tình khác không? Ầm ầm. Sấm sét bên ngoài càng nhiều, từng đường sét điên cuồng gào thét. Thị nữ sợ đến bò dưới đất, điên cuồng dập đầu. Phập, phập, phập. Điện hạ. Xin cô đừng nói nữa, đều là lỗi của tôi không nên nhắc đến chuyện đó. Được rồi. Cô gái xua tay, chuyển chủ đề, vẫn chưa liên lạc được với Nghê Hoàng tỷ tỷ sao? Chấm. Trong thế giới không gian ở sâu cấm địa nhà họ Trần. 99 tòa Long Sơn vần quanh một thang trời vút thẳng lên trời, đúng là giống y hệt di tích Côn Luân Thượng Cổ. Khác biệt duy nhất là so với di tích Côn Luân Thượng Cổ. 99 tòa Long Sơn nhỏ hơn 10 lần. Thang trời một vạn cấp cũng chỉ có 1.000 cấp. Diệp Tông Chủ, rất quen thuộc phải không? Trần Lục chỉ ồm ồm nói. Diệp Bắc Minh gật đầu, mô phỏng di tích Côn Luân Thượng Cổ. Đúng thế. Trần Lục chỉ trả lời khẳng định, tổ tiên nhà họ Trần sớm đã phát hiện 99 tòa Long Sơn của di tích Côn Luân Thượng Cổ có một loại hoa văn được hình thành tự nhiên. Chỉ cần xếp theo thứ tự của 99 tòa Long Sơn, cho dù không có sự hỗ trợ của trận pháp, sức mạnh thiên địa cũng sẽ tự nhiên hội tụ về những Long Sơn này. Nhà họ Trần chúng tôi có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào khí vận của 99 tòa Long Sơn hỗ trợ. Đương nhiên, ngoài ra còn có một vài võ kỹ và công pháp của hoa tộc để lại. Diệp Bắc Minh hỏi, Điện Thần Hoàng cũng vậy ư? Đúng thế. Thứ mà ông nói đâu? Đi theo tôi. Trần Lục chỉ đi lên bậc thầm, đưa Diệp Bắc Minh đến trước một bục đá. Một chiếc hộp kim loại khắc đầy các loại phù văn, cũng không có một chút khe hở. Sau khi nhà họ Trần có được vật này, đã sử dụng các biện pháp cũng không thể mở được. Trần Lục chỉ vào chiếc hộp,
rất nhiều người nhà họ Trần đã từng nghiên cứu phù văn trên vật này, vô cùng đáng sợ. Một phù văn bất kỳ đều có thể hủy thiên diệt địa, trong chiếc hộp được nó phong ấn chắc chắn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Nếu Diệp Tông Chủ có thể mở ra, cũng có thể bù đắp ước nguyện mấy chục đời nhà họ Trần. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn chiếc hộp kim loại. Suy nghĩ mấy giây, giơ tay cầm lấy chiếc hộp kim loại. Sau trong đôi mắt của Trần Lục chỉ lóe lên tia vui mừng, hình như rất mong chờ Diệp Bắc Minh cầm chiếc hộp kim loại. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh dừng tay giữa không trung, lạnh lùng quay đầu, ông rất mong tôi chạm vào chiếc hộp này ư. Trái tim của Trần Lục chỉ run lên, liền nở nụ cười, Diệp Tông Chủ, cậu nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu. Lại đây, cầm lấy chiếc hộp kim loại này đi, Diệp Bắc Minh ra lệnh. Vẻ mặt Trần Lục chỉ biến sắc, Diệp Tông Chủ, cậu muốn làm gì? Vật này là đồ của hoa tộc thượng cổ để lại, cậu tự xem là được, tại sao cứ muốn tôi? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. 13 cây kim châm bay ra. Lập tức cắm vào cơ thể của Trần Lục Chỉ. A, Trần Lục Chỉ điên cuồng kêu thảm, nằm xuống đất không ngừng lăn lộn. Cầm lấy chiếc hộp, Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh. Trần Lục Chỉ dường như nghe thấy chuyện cực kỳ khủng bố, cho dù bị quỷ môn thập tam châm hàn hạ cũng điên cuồng từ chối, đừng, tôi không muốn chạm vào nó. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nói, rốt cuộc nó có gì cổ quái. Cậu giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi. Đôi mắt của Trần Lục Chỉ tràn đầy kinh hãi, thà chết cũng không chạm vào chiếc hộp. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thà bị quỷ môn thập tam châm hành hạ đau đớn, có chết cũng không muốn chạm vào chiếc hộp này. Rốt cuộc nó có ma lực gì? Diệp Bắc Minh không do dự, trong đôi mắt bắn ra ánh hào quang máu chui vào trong đầu của Trần Lục Chỉ. Trực tiếp lục soát thần hồn. Tìm kiếm tất cả liên quan đến chiếc hộp. Tổ tiên nhà họ Trần cướp được từ trong tay một con cháu hoa tộc, người chạm vào chiếc hộp kim loại sẽ bị sức mạnh thần bí hút cạn tinh huyết và thần hồn. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh nhìn thấy một bức tranh trong đầu của Trần Lục Chỉ. Ông ta bắt rất nhiều võ giả đưa vào cấm địa nhà họ Trần. Bắt họ chạm vào chiếc hộp kim loại. Không ai ngoại lệ, khi những người này chạm vào chiếc hộp kim loại. Cơ thể lập tức khô héo, hóa thành xác khô. Không những vậy. Trong cơ thể của xác khô còn có một hư ảnh thần hồn bay ra, bị sức mạnh trong chiếc hộp kim loại nuốt chửng. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, chẳng trách vừa nãy ông rất mong tôi chạm vào chiếc hộp kim loại này, thì ra ông muốn tôi thần hồn tiêu tan. Trần Lục Chỉ sợ đến quỳ xuống đất, Diệp Tông Chủ, xin tha cho tôi cũng không. Còn chưa nói hết câu. Một cảnh khiến Trần Lục Chỉ chấn hãi xảy ra. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh giơ tay tóm về phía chiếc hộp kim loại và cầm lấy nó. Cậu đã biết chiếc hộp này rất quỷ dị, chẳng lẽ cậu không sợ chết sao? Đồng tử của Trần Lục Chỉ co mạnh lại. Một giây. Hai giây. Ba giây. Chấm. Mười giây. Mười giây trôi qua, Diệp Bắc Minh lại giống như người không có chuyện gì. Bỗng nhiên. Rắc một tiếng giòn tan. Âm thanh cơ quan truyền ra từ chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp kim loại này lại mở ra theo. Trần Lục Chỉ kinh ngạc, làm sao có thể? Thế này là sao? Cậu đã dùng cách gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chẳng thèm giải thích. Từ lúc vừa nhìn thấy chiếc hộp kim loại đó, anh đã có cảm giác thân thiết. Những người khác chạm vào chiếc hộp kim loại thì sẽ bị hút cạn tinh huyết và thần hồn. Con cháu hoa tộc thì sẽ không như vậy. Cho nên, Diệp Bắc Minh định cược một phen. Không ngờ anh đã đoán trúng thật. Mau xem trong chiếc hộp có cái gì, Trần Lục Chỉ kích động đỏ mặt tía tai, không nhịn được ghé đến Diệp Bắc Minh. Một ánh mắt lạnh lùng. Trần Lục Chỉ sợ đến không ngừng lùi lại. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, trong chiếc hộp kim loại chỉ có hai món đồ. Trên một miếng ngọc bội màu đen không biết chất liệu gì khác một con hắc long sống động như thật. Hắc long quấn quảnh cả miếng ngọc bội. Vị trí trung tâm nhất khắc một chữ cổ xưa. Diệp Bắc Minh không biết chữ này, nhưng anh dám khẳng định đây là chữ của hoa tộc. Đôi mắt sầm xuống, nhìn lên món đồ thứ hai, một bức thư. Anh mở ra xem. Diệp Bắc Minh,
khi cậu đọc được bức thư này thì cho thấy kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, sao bức thư này lại biết tên của tôi? Vãi, mẹ kiếp, hơn nữa còn là chữ giản thể của Hoa Hạ. Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lục Chỉ, ông chắc chắn các đời tổ tiên nhà họ Trần ông đều chưa mở chiếc hộp này chứ. Trần Lục Chỉ không biết tại sao Diệp Bắc Minh lại phản ứng mạnh như vậy. Sợ đến run lẩy bẩy trả lời, Diệp Tông Chủ, chẳng phải cậu đã lục soát thần hồn rồi sao? Làm sao tôi còn lừa được cậu? Diệp Bắc Minh cúi đầu, nhìn dòng chữ trên thư. Trong lòng chấn kinh. Hoa tộc thượng cổ diệt vong hàng triệu năm, chiếc hộp này từ thời trước khi hoa tộc diệt vong. Vậy chẳng phải là nói. Bức thư này đã được viết từ hàng triệu năm trước rồi, hơn nữa còn dự đoán ra hôm nay anh sẽ mở bức thư này. Vãi. Diệp Bắc Minh khẽ há hốc miệng, trong lòng không nhịn được chấn hãi, kiếm càn khôn chấn ngục, thực sự có người có thể dự đoán hàng triệu năm sau sẽ xảy ra chuyện gì sao? Kiếm càn khôn chấn ngục suy nghĩ một lát, dứt khoát trả lời, chủ nhân đầu tiên của tôi có thể. Tiếp tục đọc. Thời thượng cổ ban đầu, tổ tiên của tám vương tộc và tổ tiên thần quốc hỗn độn phát hiện ra một đại lục sinh ra từ trong hỗn độn, 9 người chúng tôi đồng tâm hiệp lực xây dựng thần quốc hỗn độn. Thần quân hỗn độn, thống trị thiên hạ. Tám vương tộc, trấn vực bát hoang. Bỗng có một ngày, chúng tôi phát hiện 3 vương tộc trong đó định phản lại thần quốc hỗn độn, khi chúng tôi chuẩn bị nói với thần quân thì đột nhiên truyền ra tin tức. Họ nói hoa tộc muốn phản bội, chuẩn bị thoát ly khỏi thần quốc hỗn độn. Hoa tộc chúng tôi một mực trung thành lập tức đi gặp thần quân muốn giải thích, mà không biết điều chờ đợi chúng tôi là một trận sát phạt. Hơn 100 đại năng tuyệt đỉnh của hoa tộc bỏ mạng, hoa vương Diệp Quân Lâm vì chứng minh hoa tộc trong sạch nên không phản kháng, bị 7 vương tộc liên thủ bao vây tấn công tiêu diệt thần hồn. Hoa tộc chết, hàng triệu con dân vô tội bị giết. Chỉ còn lại mấy người cuối cùng hộ tống huyết mạch hoa vương trốn chạy khỏi thần quốc hỗn độn. Mấy câu ngắn ngủi như có một loại sức mạnh thần bí. Hai tay Diệp Bắc Minh run lên, đôi mắt hơi đỏ bừng, vãi. Cái gì vậy? Tại sao phải đợi chết? Cho dù làm phản thì đã làm sao? Những người xưng vương xưng hầu, đâu phải sinh ra đã như vây. Người của hoa tộc ta không làm được hoàng đế của thần quốc hỗn độn chắc. Tiếp tục đọc. Cậu có suy nghĩ này, chúng tôi rất mừng. Vãi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người, các người còn biết cả suy nghĩ của tôi. Tiếp tục đọc. Hoa tộc bị vu hại như vậy, chúng tôi gần như chết hết. Vốn đã chán nản lạnh lòng, chuẩn bị xuống thế giới cấp thấp kéo dài hơi tàn. Ai ngờ thần quốc hỗn độn vốn không định tha cho chúng tôi, họ điên cuồng truy giết con cháu của nhà họ Diệp, những chỗ chúng tôi đến chắc chắn gặp tai họa. Máu của hoa tộc không thể chảy vô ích, Diệp Bắc Minh, cậu là con cháu của hoa vương Diệp Quân Lâm, tất cả do cậu kết thúc. Tôi là con cháu của hoa vương, Diệp Bắc Minh chấn kinh lần nữa. Chẳng lẽ tất cả thực sự đã được định sẵn? Cúi đầu nhìn hai tay. Có chút mơ hồ lắc đầu, chỉ dựa vào sức một mình tôi vẫn còn quá yếu, tuy tôi không từng đến thần quốc hỗn độn. Nhưng tôi nghe Tiểu Tháp từng nói, đó là một thế giới mà pháp tắc võ đạo cũng đứng trên đỉnh. Tôi chỉ muốn bảo vệ bố mẹ và sư tỷ, có các hồng nhan tri kỷ bên cạnh tôi là đủ rồi. Anh chưa từng có dã tâm. Anh cũng không có hứng thú với quyền thế trên thế gian. Nếu anh có hứng thú với quyền lực, bây giờ sợ rằng anh đã làm quốc chủ Hoa Hạ rồi. Những người này có thể đoán ra tên của Diệp Bắc Minh. Đương nhiên, cũng có thể đoán ra tính cách của anh. Lật mở trang thứ hai của bức thư. Một hàng chữ kinh hãi, Diệp Bắc Minh, chúng tôi biết cậu không có hứng đi gây sự đại nghiệp. Cậu là một người không có hứng thú với quyền lực lợi ích, thậm chí cậu có thiên phú võ đạo đệ nhất thiên hạ, cậu cũng không thích tập võ. Cho nên, chúng tôi cho 9 vị sư tỷ của cậu đến thần quốc hỗn độn trước. Cuối cùng nói với cậu một câu, nếu cậu không đi kết thúc tất cả, 9 vị sư tỷ của cậu chắc chắn sẽ chết. Nếu cậu đồng ý, dùng máu tươi thấm đẫm ngọc tổ long, 9 vị sư tỷ của cậu sẽ biết tất cả. Đến đây. Bức thư dừng tại đây. Vãi. Diệp Bắc Minh nắm 5 đầu ngón tay lại, bức thư lập tức bốc cháy, mẹ kiếp. Tôi bị người của hàng triệu năm trước uy hiếp.
người này có thể còn là lão tổ tông của tôi. Diệp tông chủ, sao bức thư này lại bốc cháy? Nội dung trong thư là gì? Có ghi chép lại công pháp tuyệt thế gì không? Hay là vị trí cất giấu kho báu gì không? Trần Lục chỉ nhìn thấy bức thư bốc cháy, vội vàng hỏi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh âm trầm đến dọa người. Vãi, các người thắng rồi. Diệp Bắc Minh thầm mắng một tiếng. Đầu ngón tay rạch một vết thương trên lòng bàn tay, máu tươi rơi trên ngọc tổ long. Cùng lúc đó, ở sâu trong một thế lực ở thần quốc hỗn độn. Vương Như Yên kích động ngẩng đầu, tốt quá rồi, tiểu sư đệ đã biết tất cả. Cùng lúc đó, ở mấy nơi khác của thần quốc hỗn độn, tám sư tỷ khác đều cảm ứng được khí tức của Ngọc Tổ Long, tinh thần phấn chấn. Chấm. Lúc này, trên không trung quảng trường trung tâm bao quanh 99 tòa Long Sơn của Điện Thần Hoàng. Hư không rung lên dữ dội, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố cuốn đến cả Điện Thần Hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong Điện Thần Hoàng đều xông đến quảng trường, luồng khí tức đó khiến mỗi một người gần như khó thở. Các thần hoàng đang bế quan đều xuất hiện. Ba thánh tổ mà bình thường không gặp được cũng đến, đôi mắt già nua ngưng trong nhìn chằm chằm hư không trên đỉnh đầu. Đột nhiên, trong hư trong nứt ra một đường khủng bố, ba thanh niên giống như quý tộc thiên hoàng đi ra từ bên trong. Ầm ầm. Một luồng khí tức cự long cúi nhìn con kiến cuồn cuộn đến, tất cả mọi người trong điện thần hoàng kể cả ba thánh tổ thụp một tiếng quỳ xuống đất. Các người, đến từ thần quốc hỗn độn, sắc mặt Đoạn Thiên Tuyệt trắng bệch. Thanh niên đứng giữa nhún vai, ông già, ông cũng có con mắt đây, bản công tử không có thời gian để lãng phí. Tôi đến đây, tìm hai người. Một người là Nguyễn Nguyệt Cầm. Một người là Nguyễn Thanh Từ. Trong đám đông, hai mẹ con họ động đậy. Vì chịu áp lực cực kỳ khủng bố, vốn không thể lên tiếng nói, càng đừng nói đứng lên. Soạt. Ánh mắt của thanh niên lập tức khóa chặt hai người, chính là bọn họ. Áp lực bỗng biến mất. Nguyễn Nguyệt Cầm kích động đứng lên, công tử, tôi chính là Nguyễn Nguyệt Cầm. Đây là Nguyễn Thanh Từ, con gái của tôi. Các người đến để đưa chúng tôi đến thần quốc hỗn độn ư. Tốt quá rồi. Tôi biết ông ta sẽ không quên hai mẹ con chúng tôi. Còn chưa nói hết. Thanh niên bực bội giơ tay áp xuống, ồn ào. Bù. Một ngọn lửa bỗng rơi lên người Nguyễn Nguyệt Cầm, bà ta còn chẳng có cơ hội kêu thảm. Lập tức hóa thành cho bụi. Mẹ, đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh Từ tràn đầy tia máu, cực kỳ tức giận xông đến người thanh niên, anh đã giết mẹ của tôi phải giết anh. Thanh niên cau mày, hừ. Đây là ý của bố cô. Phụ nữ có dòng máu bẩn thỉu, lại mang thai huyết mạch vương tộc, bà ta chết chưa hết tội. Còn cô, huyết mạch vương tộc không được phép lưu lạc bên ngoài. Giơ tay ra tóm, trực tiếp khống chế Nguyễn Thanh Từ. Quay người một bước bước vào khe nứt không gian. Hai thanh niên khác chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một người trong đó cau mày. Thanh niên tóc ngắn bên cạnh nghi hoặc, Tù Kiếm, anh sao thế? Tù Kiếm lướt nhìn xung quanh một cái, nhếch miệng, không biết làm sao, tôi rất không vui với nơi này. Đặc biệt là 99 tòa Long Sơn, lại ngưng tụ các loại thế vận trời đất. Thanh niên tóc ngắn cười thú vị, nếu đã không vui, thì hủy là được. Tôi cũng có ý này. Tù Kiếm tùy tiện gật đầu, tung một chưởng ra. Ầm ầm. 99 tòa Long Sơn của Điện Thần Hoàng phát ra tiếng lớn kinh thiên động địa. Cho dù mỗi một tòa Long Sơn có trận pháp tổ cảnh phòng ngự cũng không ngăn được uy lực của một chưởng của Tù Kiếm. Toàn bộ sập đổ. Thế này dễ chịu hơn nhiều rồi, khóe miệng của Tù Kiếm nhếch lên nụ cười, cùng thanh niên tóc ngắn biến mất. Đám người Điện Thần Hoàng vẫn quỳ dưới đất, trong đôi mắt đầy kinh hoàng, trời ơi, thần sơn của chúng ta. Không. Toàn bộ thần sơn đều sập đổ. Điện Thần Hoàng. Chấm. Cất Ngọc Tổ Long đi. Trần Lục chỉ vội vàng lên tiếng, Diệp tông chủ, cậu đã có được mọi thứ cậu muốn, bất kể nội dung bức thư là gì, tôi cũng không hứng thú. Chỉ cần cậu giữ lời hứa, tha cho lão phu một mạng là được, cậu có thể rời khỏi nhà họ Trần rồi. Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn lão ta, tôi nói tha cho ông lúc nào. Cậu! Khuôn mặt Trần Lục chỉ trắng bệch, cậu không giữ chữ tín.
Diệp Bắc Minh cười, chuyện mà tôi chưa từng hứa, tại sao phải giữ chữ tín? Cậu vội đuổi tôi đi nhanh thế làm gì? Chẳng lẽ cấm địa nhà họ Trần còn có bí mật gì? Trần Lục chỉ sợ giật mình. Vội lắc đầu, không, đâu có bí mật gì, bí mật lớn nhất chính là chiếc hộp kim loại này. Diệp Tông Chủ đã mở được chiếc hộp, cậu cũng lấy đi thứ bên trong rồi mà. Vậy sao? Diệp Bắc Minh cười thích thú. Bước ra một bước. Đến hồ nước rộng 100 mét vuông trên đỉnh núi. Ôi, nhà họ Trần các ông mô phỏng rất giống đấy. Ngay cả long thai chỉ của di tích Côn Luân Thượng Cổ mà cũng làm ra được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Trần Lục chỉ toát mồ hôi chán, Diệp Tông Chủ, mô phỏng chơi thôi, không có ý gì đặc biệt. Ha ha! Diệp Bắc Minh bước đến trên không long thai chỉ. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, chém một đường xuống long thai chỉ phía dưới. Gru! Huyết long xông ra cắm đầu vào dưới mặt nước long thai chỉ. Liền sau đó, gru, gru, dưới nước vang lên hai tiếng rồng gầm, chỉ thấy hai thanh kiếm từ dưới nước phút lên. Một thanh toàn thân đỏ máu, giống như ngọn lửa đang bốc cháy. Một thanh băng lạnh, trong không khí xung quanh lại tỏa ra hoa tuyết. Hai thanh kiếm khóa chặt kẻ xâm lược Diệp Bắc Minh, sức mạnh thuộc tính hỏa và thuộc tính băng hóa thành hai chân long lao về phía Diệp Bắc Minh. Chúng mày có linh khí, vừa hay để tao sử dụng. Diệp Bắc Minh không những không lùi lại. Ngược lại chủ động tiến lên. Bước một bước đến trên không đỉnh đầu hỏa long, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay hầm hầm chém xuống xuống. Choang, một tiếng vang lên. Hỏa long gào thét một tiếng rồi chìm xuống nước hồ, lập tức tắt ngấm. Chém ra đường kiếm thứ hai lên trên đầu của băng long. Rắc rắc. Băng long hóa thành mảnh vụn ngập trời, tan chảy. Hai thanh kiếm kêu lên một tiếng, biết rằng không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Quay người đi xuống long thai trì. Đi đâu hả? Diệp Bắc Minh khẽ quát, bước đuổi theo, kiếm càn khôn chấn ngục chém ngang đập lên thân của thần kiếm. Choang, choang. Hai tiếng thanh thúy. Hai thanh thần kiếm lập tức bay đi, cắm vào một khối đá nham. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, lần lượt dẫm lên trên tay cầm của thanh kiếm. Tao biết chúng mày đã sinh ra khí linh, cho chúng mày hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục. Thứ hai, hoàn toàn tiêu hủy. Kiếm càn khôn chấn ngục lơ lửng trên không trung. Hai thanh thần kiếm giãy giụa vài cái mang tính tượng trưng, rồi không phản kháng nữa. Coi như chúng mày biết điều. Diệp Bắc Minh đồng ý niệm, thu hai thanh thần kiếm vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Phía xa, Trần Lục chỉ nhìn cảnh này cười không được khóc không xong. Đã đền phu nhân còn mất cả lính, thần kiếm mà nhà họ Trần bồi dưỡng triệu năm. Khó khăn lắm mới sinh ra khí linh, vậy mà mất rồi. Lúc này, ý thức của Diệp Bắc Minh cùng tiến vào không gian trong tháp càn khôn chấn ngục. Mỗi tay anh cầm một thanh thần kiếm, đẩy mở cửa lớn tầng thứ nhất tháp càn khôn chấn ngục. Ba cái bục nhỏ, một cái trong đó đặt giáo mác Mạc Phong. Diệp Bắc Minh đặt hai thanh thần kiếm lên hai các bục khác. Liền sau đó, một cảnh khiến anh kích động xảy ra, tháp càn khôn chấn ngục lại khẽ rung lên. Nhịp chấn rung giống ý hệt nhịp tim của Diệp Bắc Minh. Ăn ý với nhau. Lần đầu tiên anh ký khế ước với tháp càn khôn chấn ngục là như vậy. Tiểu tháp, là ông phải không? Diệp Bắc Minh kích động đến đỏ bừng mặt, ông quay lại rồi phải không? Thịch, thịch. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Tháp càn khôn chấn ngục dường như liên kết lại với anh. Nhưng, bất luận anh gọi thế nào, tháp càn khôn chấn ngục cũng không phản ứng. Xem ra khí linh ở tầng thứ nhất nhỏ bé vẫn chưa đủ. Diệp Bắc Minh lắc đầu thở dài, anh hít sâu một hơi, tiểu tháp, nếu ông có thể cảm nhận được tôi, xin hay ra hiệu cho tôi. Cho dù chỉ là một chút. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Cửa lớn tầng thứ hai tháp càn khôn chấn ngục ầm ầm mở ra. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, thuận theo cầu thang nhìn lên, nhìn chằm chằm cửa lớn vừa mở, ha ha ha. Tiểu tháp, tôi hiểu rồi. Ông yên tâm, tôi sẽ tiếp tục đi tìm thần khí, sẽ có ngày tôi lấp đầy ông. Mở mắt. Trần Lục chỉ hồn bay phách lạc đứng ở phía xa, khoảnh khắc nhìn thẳng đôi mắt Diệp Bắc Minh, cơ thể già nua run lên.
ông có hai lựa chọn. Thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Trần có thể làm thế lực ngầm của Thái Dương Tông. Sau này nhà họ Trần chỉ có một sứ mệnh, chính là không tiếc mọi giá giúp Thái Dương Tông phát triển. Thứ hai, bây giờ tôi diệt cỏ tận gốc, diệt toàn bộ nhà họ Trần. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Trần Lục chỉ khó mà chấp nhận, nói như vậy, sau này nhà họ Trần tôi chỉ có thể là phân bón của Thái Dương Tông. Tác dụng duy nhất là bồi dưỡng phát triển Thái Dương Tông. Đúng là còn khó chịu hơn giết Trần Lục Chỉ. Diệp Bắc Minh nhếch miệng, ông có thể lựa chọn điều thứ hai, xem tôi có năng lực diệt toàn bộ nhà họ Trần không. Ực. Trần Lục Chỉ nuốt nước miếng, cậu là kẻ điên. Sáu tổ cảnh cũng không giết chết được anh, nhà họ Trần không có nhiều tổ cảnh như thế. Diệp Tông Chủ, tôi chọn điều thứ hai. Nhưng nhà họ Trần không chỉ một mình tôi quyết định được, Trần Lục Chỉ cắn răng đưa ra quyết định. Ông ta ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh, nhà họ Trần tính cả tôi, tổng cộng có 3 thánh tổ. Hai người khác đều đang bế quan, có lẽ tạm thời không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cho dù lão phu muốn dẫn cả nhà họ Trần thần phục cậu, hai người khác có đồng ý không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, đây cũng là vấn đề khó. Hay là, tôi thay ông giết họ? Cái gì? Đồng tử của Trần Lục Chỉ co lại, Diệp Tông Chủ, cậu đừng đùa, chuyện này, làm sao? Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn lão ta, chẳng phải ông rất muốn họ chết sao? Đừng phí lời, đưa tôi đi tìm họ. Được. Trần Lục Chỉ kinh sợ nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi, rốt cuộc tên nhóc này là yêu nghiệt gì? Vài ba câu đã biết mình bất hòa với Trần Kim Qua, Trần Bình Phàm. Thực lực, tâm tính này, và cả lòng dạ đáng sợ như vậy. Vãi, hoa tộc thượng cổ sẽ không khỏi dậy thật chứ? Chỉ dựa vào một mình tên nhóc này, làm sao có thể? Một lát sau, Trần Lục Chỉ đến trước một tòa Long Sơn lớn nhất trong cấm địa. Một tòa trận pháp phòng ngự phía trước đang vận hành, thông qua kết giới có thể nhìn thấy long khí sâu trong Long Sơn vần quanh. Trần Lục Chỉ nén thấp giọng, Diệp Tông Chủ, Trần Bình Phàm và Trần Kim Qua ở ngay bên trong. Hai người này là anh họ của tôi, có lẽ ảnh giới khoảng tổ cảnh trung kỳ, cậu thực sự muốn đi vào ư? Không chắc chắn nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bước đến trước trận pháp, kiếm càn khôn chấn ngục không hề khách sáo chém xuống. Ầm ầm. Trận pháp nứt ra một đường, bên trong lập tức truyền ra âm thanh như sóng thần. Ai mà to gan như vậy, dám làm phiền lão tu thanh tu. Cậu nhóc, mày là ai, mày dám, mày thật to gan. Trần Lục Chỉ kinh ngạc nhìn phía trước. Đại chiến sắp xảy ra. Cùng với tiếng rồng gầm và cả giọng kinh sợ của Trần Kim Qua và Trần Bình Phàm, Long Sơn phía trước ầm ầm sập đổ, cuốn lên khói bụi ngập trời. Tất cả tĩnh lặng. Một bóng người hiện ra trong khói bụi mù. Chậm rãi đi về phía Trần Lục Chỉ. Trần Lục Chỉ toát mồ hôi, không chớp mắt nhìn bóng người. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đi ra từ trong khói bụi, trong tay xách hai cái xác khô ném dưới chân Trần Lục Chỉ. Họ đã chết rồi, bắt đầu từ bây giờ, ông là tổ cảnh duy nhất của nhà họ Trần. Tổ cảnh. Trong lúc trong lòng Trần Lục Chỉ chấn hãi, đồng thời cũng lắc đầu cười khổ, Diệp Tông Chủ, cậu quên rồi, cậu đã phế đan điền của tôi rồi. Tôi không còn là tổ cảnh nữa. Tôi nói ông là tổ cảnh thì là tổ cảnh. Diệp Bắc Minh búng năm ngón tay, một viên đan dược chui vào trong miệng của Trần Lục Chỉ. 13 cây kim châm cùng bay ra vờn xung quanh đan điền của lão ta. Vù! Cơ thể già nua của Trần Lục Chỉ run lên, không dám tin lắc đầu, đan điền của tôi, phục hồi rồi, làm sao có thể? Vui mừng kinh ngạc. Kích động. Cuối cùng. Toàn bộ hóa thành kinh sợ và chấn hãi. Thanh niên trước mặt, không đúng, là thiếu niên, lại có thủ đoạn một ý nghĩ lên thiên đường, một ý nghĩ xuống địa ngục như này. Cả thần giới còn có ai là kẻ địch của cậu ta? Sợ rằng Kim Phật Tông, Xích Diễm Cốc, năm thần tông phải hoàn toàn trở thành bàn đạp của cậu ta. Cho dù là Điện Thần Hoàng cũng không ngẩng đầu nổi trước mặt cậu ta, Trần Lục Chỉ sợ đến quỳ dưới đất. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến nỗi chấn hãi của Trần Lục Chỉ. Anh giơ tay lên điểm một cái, lấy ra một giọt tinh huyết từ trong trái tim của Trần Lục Chỉ.
rồi khắc một đạo phù văn màu máu. Trong lời chú của Diệp Bắc Minh, phù văn màu máu lóe lên rồi vụt tắt. Trần Lục chỉ biết, bắt đầu từ bây giờ, tính mạng của ông ta đều chỉ trong một ý niệm của người trước mặt. Trần Lục chỉ, tham kiến chủ nhân. Diệp Bắc Minh hạ mệnh lệnh đầu tiên, điều động tất cả lực lượng của nhà họ Trần nghe ngóng thông tin của Thiên Sát Môn, có manh mối lập tức báo cho tôi. Vâng, chủ nhân. Trần Lục chỉ ngẩng đầu lên thì Diệp Bắc Minh đã biến mất. Chấm. Phủ thành chủ ở thành phố Thần. Nghe Hoàng cúi đầu nhìn bức thư vừa được đưa đến tay, nhanh vậy đã đến rồi sao? Nếu kẻ nào đó. Đột nhiên, Nghe Hoàng nhanh chóng đứng lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cửa đại điện. Liền sau đó, sắc mặt của cô ta giãn ra, là anh, đến mà không nói trước một tiếng. Một thanh niên đẩy mở cửa đại điện, chậm rãi đi vào. Nghe Hoàng ngẩn người, sau đó phì cười một tiếng, ha ha ha. Sao anh lại trở nên trẻ thế, còn ra vẻ tiểu đệ đệ khuôn mặt búng ra sữa. Tiểu đệ đệ mau đến đây, cho tỷ tỷ véo một cái. Nghe Hoàng vụt bóng người, một bước đứng đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Bàn tay nhỏ trắng nõn véo đôi má của anh. Vẫn là trước đây trông khỏe mạnh rắn giỏi, bây giờ nhìn anh trông yếu ớt không chịu nổi gió, cũng không có lực uy áp. Diệp Bắc Minh gạt tay của Nghê Hoàng, tôi cũng không ngờ, sau khi tăng cảnh giới lại cải lão hoàn đồng. Anh đã tiến vào cảnh giới thiên thần rồi ư, Nghê Hoàng hơi ngạc nhiên. Lượn quanh Diệp Bắc Minh một vòng. Chuyện lạ. Ngón tay của Nghê Hoàng chống chiếc cắm tinh tế, thông thường, con người dưới trăm tuổi tăng lên mấy cảnh giới lớn mới cải lão hoàn đồng, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh trả lời, năm nay tôi 30 tuổi. Cái gì chấm ans, anh mới 30 tuổi, Nghê Hoàng hoàn toàn kinh ngạc. Anh không đùa chứ? Cho dù ở thần quốc hư không? Cảnh giới thiên thần 30 tuổi cũng trẻ đến dọa người. Nghê Hoàng chỉ chấn kinh một lúc, lập tức bình tĩnh trở lại, ha ha, vẫn là tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh trừng mắt, ở chỗ chúng tôi, có câu tam thập nhi lập. Đàn ông 30 tuổi, không thể coi là tiểu đệ đệ nữa. Nghe Hoàng buột miệng nói, 30 tuổi rất già ư. Vậy bà cô như tôi 103 tuổi thì là gì? Cô 103 tuổi. Diệp Bắc Minh nhìn Nghe Hoàng. Nghe Hoàng thầm kêu không ổn, sao lại nói ra tuổi thật của mình chứ? Vội chuyển chủ đề, việc này không quan trọng. Diệp Bắc Minh cười nói, ở chỗ tôi 103 tuổi đúng là đã làm bà rồi. Anh chê tôi già. Nghe Hoàng cau mày lạnh lùng. Cá răng chỉ vào Diệp Bắc Minh, bà đây hào hoa phong nhã, xinh đẹp trẻ trung, đáng yêu người người thích. Số người theo đuổi tôi xếp hàng từ trên trời xuống đất. Anh lại chê tôi già. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, quả nhiên phụ nữ ở bất kể thế giới nào cũng vô cùng nhạy cảm với tuổi tác, được rồi, không đùa với cô nữa. Trước đây tôi đã đồng ý với cô, giúp cô một việc, bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ. Nghe Hoàng lắc đầu. Vội như thế làm gì? Đợi đến lúc, tự khắc tôi sẽ cho anh biết. Diệp Bắc Minh trầm giọng, nhưng tôi không còn thời gian. Ồ, anh có ý gì? Nghe Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ anh lo sợ những thế lực đó sẽ báo thù Thái Dương Tông? Anh cứ yên tâm. Tôi đã cho người đến Thái Dương Tông canh gác rồi, tôi bảo đảm không ai có thể động đến Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, tôi không sợ các tông môn và thế lực đó. Trong 7 ngày, tôi sẽ hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. 7 ngày sau, tôi phải đến một nơi. Nghe Hoàng giật mí mắt, Diệp Bắc Minh, anh đang nói đùa phải không? Trong 7 ngày tiêu diệt bọn họ, ngoại trừ một số tông môn bình thường, kẻ địch của anh chắc còn có Kim Phật Tông và Xích Diễm Cốc. Và cả năm thần tông lớn Chấn Hồn Tông, Vạn Thần Tông, Thất Tinh Các, Độn Thế Thần Tông, Thần Cung Lục Đạo. Đối với anh hiện tại mà nói, 7 tháng cũng chưa chắc đã đủ ấy chứ. Diệp Bắc Minh nhún vai, vậy cô cứ chống mắt lên đợi đi. Nghe Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, tên nhóc này lấy đâu ra tự tin thế. Đã như vậy, anh phải đi đâu? Diệp Bắc Minh không trả lời. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nghe Hoàng. Phải đến mười mấy giây. Nghe Hoàng cười thú vị, Diệp Bắc Minh,
bản cô nương rất đẹp phải không? Anh mất hồn trước tôi cũng là rất bình thường. Tiếp tục cố gắng, qua mấy vạn năm nữa đợi bản cô nương sàng lọc một lượt những người theo đuổi, có lẽ anh có cơ hội đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi không có hứng với cô. Tôi chỉ đang nghĩ, chắc cô đến từ thần quốc hỗn độn phải không? Cho nên, tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Diệp Bắc Minh không những không bị cô ta hấp dẫn, lại còn muốn nhờ cô ta giúp. Trên đời lại có chuyện như vậy. Nghe Hoàng Thức đến bật cười, cậu nhóc, rốt cuộc ai giúp ai? Diệp Bắc Minh cau mày, không rảnh để đùa với cô ta, trực tiếp nói, tôi muốn đến giới U Minh một chuyến, tôi biết cô có năng lực này. Chỉ cần tôi từ giới U Minh về, cô bảo tôi giúp cô việc gì cũng được. Nghe Hoàng hơi ngạc nhiên. Anh muốn đến giới U Minh làm gì? Diệp Bắc Minh không che giấu, nói ra tình hình của bố mẹ mình. Bố của tôi lưu lạc ở giới U Minh, hơn nữa bây giờ rất có khả năng đang gặp nguy hiểm, ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm trọng, nếu là cô sẽ chọn thế nào? Mấy giây sau, giọng của Nghê Hoàng vang lên, đẳng cấp của giới U Minh cùng gần với thần quốc, có hơn 100 thế giới như vậy đẳng cấp thấp hơn thần quốc hỗn độn. Chuyện của tôi, trong vòng một tháng, cần anh ra tay giúp. Cho nên, thời gian anh đến giới U Minh chắc chắn không đủ. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh dần băng lạnh. Nghê Hoàng bổ sung một câu, có điều, tôi có thể sắp xếp người đến giới U Minh một chuyến. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, hơi do dự. Mình đích thân đi, chắc chắn bảo đảm hơn người của Nghê Hoàng một chút. Nhìn ra nỗi lo của Diệp Bắc Minh. Nghê Hoàng tiếp tục nói, yên tâm, người mà tôi sắp xếp đến giới U Minh, chắc chắn mạnh về thực lực. Nghê Hoàng tôi dùng tính mạng bảo đảm, chỉ cần bố mẹ của cậu vẫn ở giới U Minh, chắc chắn sẽ đưa họ về an toàn. Diệp Bắc Minh đang định nói. Nghê Hoàng tỷ tỷ, có chuyện gì khiến tỷ để tâm như vậy? Còn giới U Minh? Giọng của một thanh niên vang lên. Nghê Hoàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy có ba bóng người đứng ở cửa đại điện. Thanh niên ở giữa tự đi vào đại điện, hai ông lão như Thâm Uyên đứng gác ngoài cửa điện. Đôi mắt đẹp của Nghê Hoàng lóe lên tia chê ghét, Bạch Tuấn Khanh, cậu đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cậu, cút đi. Bạch Tuấn Khanh cười tà mị, Nghê Hoàng tỷ tỷ, đều là người một nhà. Tỷ ở đây một tiếng đệ hai tiếng đệ với hắn ta, sao mà với đệ đệ cùng huyết mạch như đệ lại bảo cút đi chứ? Vừa dứt lời, nhìn sang Diệp Bắc Minh với ánh mắt không hề khách sáo. Thần niệm càng lướt trên người Diệp Bắc Minh không hề che đậy. Khi cảm thấy Diệp Bắc Minh mới chỉ là cảnh giới thần nhỏ bé, lập tức mất hứng. Diệp Bắc Minh cau này, cô Nghê Hoàng, cô đã có việc nhà, tôi đi trước đây. Việc của chúng ta làm theo như lời cô nói. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Ý cười trên khuôn mặt Bạch Tuấn Khanh càng rõ ràng, tên nhóc này sợ rồi sao? Cũng phải, một người thâm sâu khó lường xuất hiện trước mặt hắn, cảnh giới thần nhỏ bé sợ là đúng rồi. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước ra cửa đại điện. Một ông lão mặt dỗ chặn trước người Diệp Bắc Minh, nhếch miệng cười, cậu thanh niên, đi nhanh như vậy làm gì? Nghê Hoàng quát một tiếng, để anh ta đi. Bạch Tuấn Khanh cười thú vị, không nghe thấy Nghê Hoàng tỷ tỷ nói hả? Để anh ta đi. Vâng, công tử. Ông lão mặt dỗ gật đầu, đưa tay vỗ hẹ lên vai của Diệp Bắc Minh, cậu có thể đi rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Mau chóng rời đi. Ông cũng cút đi. Nghê Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Khanh, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bạch Tuấn Khanh bày vẻ lưu manh, cười he he quái dị hai tiếng, Nghê Hoàng tỷ tỷ, cho tỷ hống hách thêm một tháng. Một tháng sau, nếu bố của tí không xuất hiện, tỷ có kết cục gì thì tỷ biết rồi chứ. Ha ha ha. Bạch Tuấn Khanh và hai ông lão biến mất. Chỉ còn lại một mình Nghê Hoàng đứng tại chỗ. Nắm chặt nắm đấm. Móng tay rạch lên da thịt cũng không phát hiện ra. Sau khi Bạch Tuấn Khanh rời khỏi phủ thành chủ, trực tiếp đến không trung cao mấy ngàn mét, tên nhóc đó đâu? Ông lão mặt dỗ cung kính trả lời, thiếu chủ, cậu yên tâm, vừa nãy lão nô đã cấy một đạo ám kình trong cơ thể, nếu không ngoài dự liệu, bây giờ hắn đã đứt hết kinh mạch rồi. Bây giờ hắn bỏ chạy rất nhanh, có lẽ là vội chạy trốn. Cậu cho tôi nửa canh giờ,
tôi bảo đảm đưa hắn về gặp cậu. Bạch Tuấn Khanh cười lạnh lùng một tiếng, chỉ một con kiến, cũng xứng để tôi lãng phí nửa canh giờ. Tôi về thần quốc hỗn độn trước, ông đi giết hắn. Đúng rồi, vừa nãy khi tôi dùng thần hồn kiểm tra hắn, phát hiện trên người hắn có một luồng sức mạnh ngăn cản tôi thăm dò. Có lẽ trên người con kiến này có bảo bối có thể ngăn cản thần hồn, mang về cho tôi. Vâng, công tử, ông lão mặt dỗ cung kính trả lời một tiếng. Bạch Tuấn Khanh vụt người biến mất. Ông lão mặt dỗ ngẩng đầu, nhìn về phía bắc, đi về phía bắc. Ha ha, tốc độ nhanh đấy. Lão phu thích nhất là săn giết, dừng lại rồi. Săn giết bắt đầu. Ông lão mặt dỗ phá hư không bay đi, đuổi đến trên không trung một sơn cốc. Diệp Bắc Minh cau mày, dường như hơi thất vọng, lâu như vậy mới đến. Sao lại chỉ một người? Sao công tử nhà ông không đến? Trên người ông có bảo bối không? Trái tim của ông lão mặt dỗ trùng xuống, hỏng rồi, mình thành con mồi rồi. Liền sau đó, một tiếng rồng gầm vang lên, ông lão mặt dỗ cảm thấy không khí xung quanh ngưng tụ, một luồng khí tức chết chóc không thể ngăn cản cuốn đến. Mày không phải cảnh giới thiên thần. Đồng tử co mạnh lại, quay người định bỏ chạy. Huyết long lao đến, vuốt rồng đập mạnh xuống. Ông lão mặt dỗ dựng đứng lôn tóc, với thực lực tổ cảnh hậu kỳ của ông ta, lại cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Rút! Đây là ý nghĩ duy nhất của ông. Diệp Bắc Minh làm sao có thể để ông ta bỏ chạy? Bước ra một bước, ảnh thuấn. Xuất hiện phía sau ông lão mặt dỗ một cách quỷ dị, tấn công ra một quyền. Ông lão mặt dỗ chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau rát, thê thảm bay đi, vừa hay rơi xuống trong lòng của huyết long. Xoẹt! Năm móng vuốt của huyết long tóm thật mạnh, trực tiếp xuyên qua đan điền của ông lão mặt dỗ. Bóp mạnh! A! À. Ông lão mặt dỗ thét lên ghê rợn, từ độ cao mấy trăm mét ngã xuống đất. Khuôn mặt cắm vào trong bùn đất. Diệp Bắc Minh cười đi đến, tiếc là chủ nhân của ông không đến. Trên trán ông lão mặt dỗ nổi gân xanh, vẻ mặt đầy tức giận, xúc sinh, là lão phu khinh địch rồi. Nếu sớm biết con kiến nhà mày có thực lực như vậy, lão phu tuyệt đối sẽ không mạo nhiên xông lên. Nếu chủ nhân nhà tao có ở đây, thì mày chết không có chỗ chôn thân. Diệp Bắc Minh cũng chẳng có hứng để nói. Một nô tài, không xứng để anh tốn nước bọt. Năm ngón tay tóm hư không, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay. Chuẩn bị nuốt chửng ông ta. Sao thanh kiếm này lại ở trong tay mày? Mày, rốt cuộc mày là ai? Khoảnh khắc ông lão mặt dỗ nhìn thấy thanh kiếm này, giống như con mèo rụng lông. Diệp Bắc Minh dừng lại, ông biết thanh kiếm này. Vẻ mặt ông lão mặt dỗ đầy chấn kinh, cả thần quốc hỗn độn có ai mà không biết thanh kiếm này. Vật này là vật của phản đồ hoa tộc. Nhóc con, sao thanh kiếm này lại ở trong tay mày? Ông lão mặt dỗ đỏ bừng khuôn mặt, kích động hít thở hổn hển. Ông ta chừng mở to mắt, thậm chí quên cả tính mạng của mình đang ở trong tay Diệp Bắc Minh. Tao ra lệnh cho mày mau giao thanh kiếm này cho tao. Mày biết thanh kiếm này có nghĩa là gì không? Người của cả thần quốc hỗn độn đều đang tìm thanh kiếm này, chỉ cần mày giao nó ra. Lão phu có thể thề bằng thần hồn, ân oán giữa tao và mày xóa bỏ, thậm chí có thể đưa mày đến thần quốc hỗn độn, cho mày tài nguyên tu võ vô hạn. Việc duy nhất mà mày phải làm là giao thanh kiếm này ra. Ông lão mặt dỗ nói. Bỗng nhiên. Ông ta như nghĩ đến điều gì, đợi đã. Sao thanh kiếm này lại ở trong tay mày? Diệp Bắc Minh cười thú vị, ông nói xem. Đồng tử của ông lão mặt dỗ co mạnh lại, mày là người hoa tộc. Không thể nào. Phụt, kiếm càn khôn chấn ngục đâm xuyên lồng ngực của ông lão mặt dỗ, khô héo với tốc độ cực kỳ khủng bố. Hóa thành một cái xác khô. Diệp Bắc Minh cất kiếm càn khôn chấn ngục đi, cau mày, một lão nô cũng biết kiếm càn khôn chấn ngục, tại sao Nghê Hoàng không nhắc nhở mình? Chẳng lẽ cô ta cũng có ý đồ với thanh kiếm này? Nghê Hoàng, tốt nhất cô đừng có ý đồ gì. Diệp Bắc Minh tóm chặt năm ngón tay, chiếc nhẫn chữ vật ở đầu ngón tay của xác khô rơi vào trong tay anh. Kiểm tra kỹ một lượt, phát hiện mười mấy món thần khí. Chỉ tiếc là không cái nào có khí linh.
Diệp Bắc Minh cất nhẫn chữ vật, đi về hướng Kim Phật Tông. Chấm. Thần quốc hỗn độn. Bạch Tuấn Khanh vừa về đến Vương Phủ, đột nhiên dừng bước chân, Ô Hùng chết rồi. Ô Hùng chính là tên của ông lão mặt rỗ. Cái gì? Một ông lão khác phía sau cứng đờ người, tên nhóc đó đã giết Ô Hùng. Không thể nào. Cảnh giới của hắn rõ ràng mới là cảnh giới thiên thần. Một đầu ngón tay của Ô Hùng đã có thể giết hắn. Ngu xuẩn. Bạch Tuấn Khanh lạnh lùng lướt nhìn người này một cái, cho tên nhóc đó thêm một vạn năm hắn cũng không có tư cách giết Ô Hùng, rất hiển nhiên là Nghê Hoàng đã ra tay. Nghê Hoàng, vì một con kiến cảnh giới thiên thần nhỏ bé, cô còn dám giết cả người của tôi, ha 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 ha. Chấm. Kim Phật Tông. Ầm ầm. Một con huyết long từ trên trời giáng xuống không hề báo trước, tấn công vỡ sơn môn của Kim Phật Tông với khí thế sét đánh không kịp che tai. Rất nhiều hòa thượng đang ngồi khoanh chân niệm kinh ngạc nhiên đứng lên, nhìn về hướng sơn môn. 18 vị La Hán trong bảo điện hùng vĩ vút lên trời, kinh hãi tức giận đan xen nhìn một thiếu niên toàn thân tắm huyết quang, Diệp Bắc Minh, là cậu. Gan to bằng trời, nơi này là thánh địa Phật môn Kim Phật Tông, cậu dám ngang ngược ở đây. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, không nói một chữ. Cũng không có gì để nói. Nếu không phải tháp càn khôn chấn ngục nghịch chuyển thời gian không gian, Thái Dương Tông đã bị diệt dưới tay Kim Phật Tông. Gru. Tiếng rồng gầm vang khắp không trung Kim Phật Tông. Diệp Bắc Minh một mình một kiếm, điên cuồng tàn sát. Hôm nay, Kim Phật Tông mây đen răng kín, gió tanh mưa máu, như địa ngục trần gian. Chấm. Cùng lúc đó, ở Trấn Hồn Tông, một ông lão mặc áo xanh giật mí mắt, giật mình tỉnh lại khi đang bế quan. Người này chính là lão tổ cuối cùng của Trấn Hồn Tôn, Viên Thanh Cương. Phập. Mật thất bế quan ầm ầm nổ tung, bước một bước lên không trung Trấn Hồn Tông, nhìn về hướng Kim Phật Tông. Cho dù cách vạn dặm, vẫn nhìn thấy mây máu khủng bố trên không trung Kim Phật Tông. Viên Thanh Cương há hốc miệng, giọng cũng hơi run run, mấy máu khủng bố như vậy, rốt cuộc Kim Phật Tông đã trải qua chuyện gì? Người đâu, mau đi điều tra cho tôi. Không chỉ Trấn Hồn Tông, các tông môn lớn ở thần giới đều phát hiện cảnh tượng khủng bố này. Đều đi về phía Kim Phật Tông. Các võ giả đến dưới chân Kim Phật Tông, người nào cũng sợ đến gần như bỏ dưới đất. Ôi mẹ ơi! Nơi này thực sự là lãnh thổ Phật môn, chứ không phải địa ngục sao? Quẹ! Một vài võ giả buồn nôn. Cảnh tượng trước mắt khiến cả đời người không thể quên. Trong sơn môn của Kim Phật Tông, máu tươi trút ra như hồng thủy. Trong máu tươi còn lênh đênh đầu người chọc lốc, các loại nội tạng, chân tay vỡ vụn, trên mặt người nào cũng sót lại vẻ kinh hoàng. Trong sơn môn của Kim Phật Tông, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. A, à, Phật tổ cứu mạng! Mày là ác quỷ chui ra từ địa ngục sao? Trời ơi! Kim Phật Tông có tội gì, ác quỷ? Mày sẽ không được chết tử tế đâu, một số đệ tử của Kim Phật Tông kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh càng lạnh lùng. Kim Phật Tông vô tội, Thái Dương Tông thì không vô tội. Giết! Nửa ngày sau, Kim Phật Tông hoàn toàn yên tĩnh. Một thanh niên toàn thân đầy máu từ Kim Phật Tông đi ra, lúc nhìn thấy người đó, tất cả võ giả hít khí lạnh, Diệp Bắc Minh. Chấm! Cùng lúc đó ở Trấn Hồn Tông. Báo! Thám tử chạy về với tốc độ nhanh nhất, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, báo cáo lão tổ, một mình Diệp Bắc Minh giết vào Kim Phật Tông, hiện giờ Kim Phật Tông như biển máu núi xác, đúng là địa ngục trần gian. Kim Phật Tông, diệt vong rồi. Cái gì? Viên Thanh Cương sượt một cái đứng bật lên. Khuôn mặt già co giật, Kim Phật Tông diệt vong rồi. Không thể nào. Theo lão phu biết, trong Kim Phật Tông có ba thánh tổ tọa chấn. Làm sao có thể diệt vong? Nếu cậu dám lừa tôi, lão phu sẽ cho cậu chết không có chỗ chôn thân. Viên Thanh Cương giơ tay bóp cổ của tên thám tử. Cảm giác khó thở truyền đến. Thám tử sợ đến tái mặt, hít thở khó khăn nói, lão tổ, tôi đâu dám lừa ông. Thật đấy, là sự thật, lúc đệ tử quay về, Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Kim Phật Tông, không biết đi đâu. Không biết đi đâu. Sắc mặt Viên Thanh Cương sầm xuống. Bỗng nhiên, ông ta thắt tim,
không ổn, tiếp theo sẽ là chúng ta. Viên Thanh Cương cũng không thể bình tĩnh. Liên lạc với người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, bảo lão tổ của họ đến Vạn Thần Tông. Mở truyền tống trận, tôi muốn đến Vạn Thần Tông. Mau, mau lên. Tin tức Kim Phật Tông diệt vong truyền đi khắp cả thần giới giống như gió bão. Một mình Diệp Bắc Minh tiêu diệt Kim Phật Tông. Ôi trời ơi, nghe nói Kim Phật Tông có 3 vị thánh tổ, đều bỏ mạng dưới tay hắn. Những người được biết tin này đều kinh sợ. Một mình giết vào Kim Phật Tông, chư xê tiếp tiêu diệt Phật môn hàng đầu. Một người một kiếm, rời đi không hề tổn hại. Chỉ chiến tích tự hào này, sợ rằng thực sự sắp vô địch thần giới rồi. Nhà họ Trần ở thành thứ nhất rừng rậm tinh hồn. Sau khi Trần Lục chỉ nghe thấy tin này, suýt cắn đứt lưỡi, cái gì? Cậu ta thực sự làm được ư? Kim Phật Tông hoàn toàn diệt vong. Trong thời gian một chén trà, Trần Lục chỉ vẫn giữ trạng thái ngẩn người chố mắt há hốc miệng. Suýt. Không biết qua bao lâu, Trần Lục chỉ mới hít khí lạnh. Nhà họ Trương ở Dịch Bảo Các. Vãi, Diệp Tông Chủ đã diệt Kim Phật Tông, Trương Đạc suýt nhảy lên. Khuôn mặt già của Trương Chính càng nghiêm trọng, nhìn thái độ của Diệp Tông Chủ, sợ rằng tiếp theo ra tay với Trấn Hồn Tông, Vạn Thần Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo. Có ý gì, Trương Đạc ngẩn người. Trương Chính càng nhìn cháu trai, Diệp Tông Chủ muốn diệt năm thần tông. Trương Đạc cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân vụt thẳng lên thiên linh cái, không, không phải chứ. Chấm. Tổng đà thiên sát môn, 106 vị phân đà chủ ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Hội trường yên tĩnh đến đáng sợ. Một luồng khí tức chết chóc bao trùm đỉnh đầu mọi người. Không biết qua bao lâu, một giọng khàn khàn vang lên, hủy bỏ tất cả phân đà, bắt đầu từ bây giờ tất cả sát thủ ẩn mình. Soạt. 105 ánh mắt đều nhìn sang đà chủ phân đà thứ nhất. Tôi biết mọi người không cam tâm, thiên sát môn hành nghề nhiều năm mới có ngày hôm nay. Nhưng với thực lực của kẻ này, chúng ta cứ đợi tiếp chỉ có diệt vong. Đà chủ phân đà thứ nhất lắc đầu, bây giờ chỉ có một con đường, đó là ẩn đi tất cả phân đà, tạm thời không lộ diện. Đà chủ phân đà thứ sáu tức giận đứng lên, không thể nào. Thiên sát môn là thiên hạ đệ nhất sát tông. Đâu thể làm con rùa rụt cổ như vậy. Đúng thế. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Một khi chúng ta trốn đi, sau này quay trở lại, ai còn coi trọng thiên sát môn chúng ta. 105 phân đà chủ tức giận. Đà chủ phân đà thứ nhất quát một tiếng, đủ rồi. Chẳng lẽ lão phu muốn làm con rùa rụt cổ sao? Các ông phải biết, nếu không làm vậy, hôm nay của Kim Phật Tông chính là ngày mai của Thiên Sát Môn. Nếu các ông muốn chết, lão phu không ngăn các ông, sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Kim Phật Tông, đã tiến vào một khu rừng cách mấy trăm dặm rồi. Ai muốn chết, bây giờ có thể đi tìm hắn. Cả hội trường tĩnh lặng như cái chết. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nói nhiều thêm một chữ. Chấm. Cùng lúc đó, không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tầng thứ hai. Ba cái bục nhỏ xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh. Một viên xá lợi tử Phật cốt. Một cái chày kim cang. Một tòa bảo tháp phục ma. Lúc đặt ba món thần khí lên bục nhỏ. Tầng thứ hai khẽ rung lên, cảnh cửa thông đến tầng ba ầm ầm mở ra. Tiếp theo là đến Trấn Hồn Tông. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên ý cười lạnh lùng, chuyện của Kim Phật Tông có lẽ đã truyền đi, chắc họ đã có chuẩn bị. Nghỉ nửa ngày trước đã, để họ căng thẳng thêm một lúc. Một ý niệm. Thần hồn ra khỏi tháp Càn Khôn Chấn Ngục, mở mắt. Cả khu rừng tràn ngập sát khí tanh máu. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lơ lửng cách mặt đất hơn một mét, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục sau khi uống no máu tươi cả thân đỏ tươi, như vừa rút ra từ nước máu. Trong phạm vi trăm mét quanh Diệp Bắc Minh, tất cả lá cây trở nên khô héo vì sát khí lan rộng. Bù. Huyết khí tụ lại, trên thân kiếm ngưng tụ một con huyết long sống động như thật. Chủ nhân, bây giờ tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Nếu hút thêm sức mạnh của 10 thánh tổ, tôi cảm thấy tôi có thể tiến hóa, giọng của kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, cô còn có thể tiến hóa.
Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc chắn, đúng thế, chủ nhân, hơn nữa tôi đã hồi phục một phần ký ức. Chủ tháp có thể nuốt chừng tất cả binh khí trên thế gian, còn tôi có thể nuốt chừng tất cả sinh mệnh trên thế gian, càng nuốt chừng nhiều sinh mệnh thì tôi càng cường mạnh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên, nói như vậy, cô là một thanh kiếm sinh ra để tàn sát. Đúng thế. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc chắn, khi chủ nhân đời thứ nhất lúc tạo ra tôi, đã từng nói tôi sinh ra để chém giết. Diệp Bắc Minh cất kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đi. Chuẩn bị đến Trấn Hồn Tông. Bỗng nhiên. Hư không xung quanh dao động, không gian cách anh 100 mét nứt ra, một cô gái nhếch nhác lăn ra. Phụt. Cô ta phun ra ngụm máu tươi, mau chóng lướt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt đen xì khẽ run lên. Khi cô ta phát hiện cảnh giới của Diệp Bắc Minh chỉ là cảnh giới thiên thần, dường như thở nhẹ nhõm. Cô gái mau chóng chạy đến trước người Diệp Bắc Minh, tiện tay ném cho anh hai viên đan dược này có thể trợ giúp anh tiến vào cảnh giới thiên thần hậu kỳ, nếu anh có thiên phú tốt, tiến vào cảnh giới thần tôn cũng không phải không có khả năng. Bây giờ, anh hộ pháp cho tôi. Lúc tôi trị thương, không được phép để bất kỳ ai làm phiền. Ngồi khoanh chân, lấy ra mấy viên đan được nuốt xuống bụng. Vốn không quan tâm Diệp Bắc Minh có đồng ý hay không. Ha ha. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay vứt viên đan dược của cô ta đưa anh. Quay người định bỏ đi. Đúng lúc này. Cô ta ở đây. Trong khe nứt không gian mà cô ta chui ra vang lên giọng nói của một người đàn ông, ba bóng hình lập tức lao ra, lại đều là tổ cảnh hậu kỳ. Ba người quét thần niệm lên Diệp Bắc Minh một lượt, cảm thấy không có uy hiếp. Lập tức khóa chặt cô gái bị thương. Tiểu thư, cô chạy cái gì? Chúng tôi đáng sợ thế sao? Ba ông lão cười xấu xa. Cô gái mặt tái xanh, các người dám động vào một cọng lông của tôi, sau khi quay về, ông nội nhất định sẽ không tha cho các người. Ông lão ở giữa cười, tiểu thư, nơi này cách nhà xa như vậy, ai biết là chúng tôi đã giết cô chứ? Cô gái quay đầu theo bản năng. Nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Ba người cau mày, mới phát hiện Diệp Bắc Minh đã đi được 100 mét. Vãi! Một thiếu niên cảnh giới thiên thần nhỏ bé lại không sợ đến lập tức quỳ xuống dưới uy áp của ba tổ cảnh, ngược lại còn đi hơn 100 mét. Đùa đi vậy! Nhóc con, đứng lại! Ông lão áo đen bên trái quát một tiếng. Diệp Bắc Minh như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về hướng Trấn Hồn Tông. Ông lão áo đen sầm đôi mắt, lao đến như cơn gió. Phập, phập, phập! Những chỗ đi qua, toàn bộ cây cối hóa thành mảnh vụn, bước một bước chặn trước người Diệp Bắc Minh, lão phu bảo mày đứng lại, mày không nghe thấy hả? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, các người cứ giết người, có liên quan gì đến tôi? Ha ha, vừa nãy không liên quan, bây giờ thì liên quan rồi. Ông lão áo đen cười hung dữ. Bàn tay khô gầy vươn ra, nghiền áp xuống thiên linh cái của Diệp Bắc Minh. Hai ông lão còn lại thu lại ánh mắt. Khóa chặt cô gái bị thương, tiểu thư, bây giờ không còn ai biết rồi. Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt. A, một tiếng kêu thảm vang lên. Cơ thể của cô gái run lên, tiếng hét này là. Hai ông lão khác cũng phản ứng lại, đồng thời nhìn về hướng Diệp Bắc Minh. Lập tức hít khí lạnh. Chỉ thấy. Cánh tay phải của ông lão áo đen biến mất, trong không khí tỏa ra một làn sương máu. Chẳng lẽ cánh tay của ông lão áo đen hóa thành xương máu? Làm sao có thể? Mày là ai? Ông lão áo đen sượt sượt lùi lại, trong mắt không còn tự tin như vừa nãy, chỉ có nỗi sợ vô tận. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, vừa nãy là người đi đường. Năm ngón tay nắm lại trong hư không. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay. Bây giờ, là người giết ông. Phụt. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lập tức xuyên qua lồng ngực của ông lão áo đen, huyết khí ngập trời chui vào trong Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Ông lão áo đen lập tức hóa thành cái xác khô, bốc một tiếng ngã xuống chết tại chỗ. Suýt! Hai ông lão còn lại hít khí lạnh. Đôi mắt của cô gái bị thương run lên dữ dội, cái miệng nhỏ há hốc, nhìn chằm chằm nét mặt nghiêng của Diệp Bắc Minh giống như nằm mơ. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu.
nhìn hai ông lão còn lại, các người tự đến nộp mạng, hay là để tôi ra tay. Đi. Hai ông lại cũng không phải kẻ ngốc, người trước mắt dễ dàng chém giết đồng đội như vậy. Bóng người Diệp Bắc Minh vụt đi, xuất hiện trước khe nứt không gian. Quét ngang thanh kiếm trong tay ra. Một ông lão râu cá chê trong đó lấy binh khí ra theo bản năng, còn nghĩ có thể ngăn được uy lực của đường kiếm này. Chỉ nghe, rác, một tiếng vang lên, binh khí của ông lão râu cá chê vỡ thành mảnh vụn, đồng thời kiếm càn khôn chấn ngục giáng lên lồng ngực của ông ta. Ông lão râu cá chê trực tiếp bay đi mấy chục mét, lúc đập xuống đất cơ thể thành hình chữ V. Xương cột sống gãy tại chỗ. A. À. Ông lão râu cá chê phát ra tiếng kêu thảm thiết ghê rợn, hoàn toàn bị phế. Xoạt. Kiếm càn khôn chấn ngục bay ra, đâm xuyên cơ thể của ông ta. Trong chớp mắt hút thành cái xác khô. Cô gái bị thương trợn mắt há hốc miệng. Nhanh. Tất cả xảy ra quá nhanh. Suýt. Ông lão cuối cùng chấn hãi nhìn tất cả, mồ hôi trên trán rào rào chảy ra, công, công tử này, à không, vị đại nhân này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.